Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 49. Diệp Thần nghe được Huyết Thất Dạ nói tiếng nói, cũng là gật đầu một cái. Một hớp dưới, có thể bước vào cảnh giới như vậy hắn đã rất thỏa mãn. Nếu như lại bước vào, quả thật đối với mình bất lợi. Tiếp theo hắn chỉ cần đem hư vương cảnh lắng đọng xuống liền đủ rồi. Diệp Thần đứng lên, ánh mắt rơi vào là mình hộ pháp thiếu nữ trên mình, hắn vừa định nói xin lỗi. Bầu trời bên trong một tiếng sấm nổ vang. Một đạo sau đó, toàn bộ huyết linh bí cảnh tựa như đều chấn động mấy phần. Diệp Thần ngẩng đầu lên, chính là phát hiện chu vi 5 km mây sấm cuồn cuộn. Vô số sấm sét quấn quanh. Một khi rơi xuống, đúng cái hang núi cũng tất nhiên hủy trong chốc lát. Mấu chốt đỉnh đầu lôi kiếp là hắn chưa từng thấy qua. Gay gâu, ta đây là quên, ta bước vào hai cái đại cảnh giới, tự nhiên muốn chung nhau chịu đựng hai đạo lôi kiếp, lần này đôi lôi kiếp rơi xuống, quá mức cường thế. Lời nói còn chưa nói hết, thương khung dưới, vô số đạo cuồng bạo sấm sét trực tiếp đánh xuống. Rậm rạp chằng chịt sấm sét trên hết xuống, không ngừng co rút lại, tựa như hóa là một cái cơ hồ trăm trượng lôi cầu. Ầm ầm đập về phía Diệp Thần. Thiếu nữ nhìn trước mắt một màn, rung động đến mức tận cùng. Nàng đã hoàn toàn xác định, Diệp Thần chính là sư phụ tìm kiếm người. Có thể dẫn động dị tượng như thế lôi kiếp, đừng nói toàn bộ huyết linh bí cảnh, coi như là người bên ngoài cường giả vậy không nhất định có tư cách. Diệp Thần nhìn một cái thiếu nữ, không do dự nữa, bước chân đạp một cái, vô số chân khí từ hai chân trong bùng nổ, hắn thân thể trực tiếp trôi lơ lửng. Xuyên thấu hang núi, lại là đi tới giữa không trung bên trong. Thiếu nữ ở hắn thời điểm đột phá là hắn hộ pháp, hắn cũng không thể còn cầm thiếu nữ kéo xuống nước. Giữa không trung bên trong, trăm trượng lôi cầu dung nhập vào Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần tựa như thuộc về sấm sét lãnh vực bên trong. Hắn duy nhất có thể làm chính là điên cuồng hấp thu sấm sét. Nhưng là lần này sấm sét thực ra quá nhiều. Căn bản hấp thu không xong. Sắc mặt hắn thậm chí còn toàn thân, đều tựa như bị lôi điện di động. Đây là tràn ra trạng thái. Nên làm cái gì? Ngay tại lúc này, trên bầu trời, một đạo kinh thiên long ngâm ầm ầm vang khắp. Sau đó, huyết long đáp xuống, thân thể lại khổng lồ gấp mấy lần, dương ra miệng to, một hớp dường như muốn nuốt vào trăm trượng lôi cầu. Một người một rồng chỉ như vậy bị lôi điện bọc, thừa nhận vô tận sấm ý. Hoặc giả là bởi vì sấm sét quá mức cuồng bạo, huyết linh bí cảnh trên kết giới mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu. Không chỉ như vậy, huyết linh bí cảnh chung quanh các ngõ ngách cũng xảy ra không cùng trình độ động đất. Đây là từ huyết linh bí cảnh tạo thành tới nay, nhất qua kinh người dị tượng. Cùng lúc đó, huyết linh tộc 5 vị lão giả thạch thất bên trong. 5 người bởi vì một vị ông già bị giết, còn chưa từ đang tức giận tỉnh hồn lại. Bọn họ thề không tiếc bất cứ giá nào vậy phải tìm được hung thủ giết người. Nhưng là thông qua hết thảy thủ đoạn, nhưng không phát hiện chút nào. Bọn họ rất rõ ràng, lần này huyết linh bí cảnh sợ rằng so với trước kia càng phát ra thời không. Bỗng nhiên, thạch thất chấn động lên, trước mặt bọn họ vô số đạo hình ảnh theo dõi lại là không chịu nổi năng lượng, đồng loạt biến mất. Không tốt, chúng ta ở huyết linh bí cảnh bầu trời thiết lập tâm trận bị phá hư. Thật là mạnh chấn cảm, huyết linh bí cảnh không thể nào có động đất, chẳng lẽ là có cường giả đột phá, dẫn động dị tượng như thế. Tóc bạc mặt hồng hào ông già sắc mặt đen đến trình độ cao nhất, hắn vung tay lên, bên ngoài hình ảnh chính là hiển lộ ở trước mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung to lớn lôi cầu cùng với huyết long, con người co giúp một cái. Lại còn có một đầu long, thần long ra đời, chịu đựng lôi kiếp, vậy lôi kiếp ở giữa bóng dáng kết quả là ai? Hắn vô số lần thử nghiệm xuyên thấu sấm sét nhìn thấu bên trong bóng người, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Chẳng lẽ huyết linh bí cảnh muốn ra đời một vị đế tôn cảnh cường giả? Cái này lôi kiếp cường độ tựa hồ so đế tôn cảnh cường giả đột phá còn đáng sợ hơn, đây càng giống như là huyết linh bí cảnh tức giận. Tóc bạc mặt hồng hào ông già chán càng phát ra vẻ lo lắng, hắn bước ra một giọt máu tươi, vần quanh lòng bàn tay, ngón tay nhanh chóng nhốn nháo. Tựa hồ ở bấm đốt ngón tay trước cái gì. Không biết qua bao lâu, tay hắn chỉ đột nhiên dừng lại, một hớp máu tươi khạc ra. Không tốt, quái tượng đại hung,
chúng ta 5 người vô cùng có thể bị người này chết. Trước bỏ qua tìm cô gái đồ đỏ kia, chúng ta đi nhanh trong sấm sét ương chi địa, không thể để cho người ở bên trong thành công đột phá. Còn dư lại 4 đạo thân ảnh cũng là cảm giác được ông già trong giọng nói nghiêm túc. Không do dự nữa, tất cả mọi người hướng trong sấm sét lòng đi. Cùng thời khắc đó, huyết linh bí cảnh các ngõ ngách vô số côn lôn hư tiến vào thiên tài cũng ngửa mặt trông lên chân trời. Kỷ Tư Thanh chém giết một con yêu thú, ngẩng đầu lên, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trăm trượng lôi cầu dị tượng. Lôi cầu ở giữa bóng dáng, cố nhiên không thấy rõ, nhưng là rất quen thuộc. Diệp Thần. Nghĩ đến đây tên chữ, Kỷ Tư Thanh lại lập tức tự giễu lắc đầu một cái. Tên này làm sao có thể đi vào nơi này, hơn nữa cái này dị tượng để cho ta cảm giác được sợ hãi, sợ rằng thực lực ở ta cái này lên, tên kia hẳn không có tư cách đi. Được rồi, nhanh lên tăng lên thực lực, cái này huyết linh bí cảnh còn dư lại thời gian càng ngày càng ít, nếu như lại không tăng, dựa theo vậy Diệp Thần thọt lâu chết tốc độ, thật phải bị những cường giả kia hành hạ. Lời nói xong, Kỷ Tư Thanh trong tay tràn đầy máu tươi trường kiếm, chính là hướng chỗ sâu đi. Nàng rất rõ ràng, chỗ sâu uy hiếp mới là thuộc về cơ duyên của nàng. Giữa không trung lôi cầu kéo dài ước chừng làm giờ. Rồi sau đó dần dần biến mất. Diệp Thần miễn cưỡng hấp thu một nửa sấm sét, mà huyết long cũng là trợ giúp Diệp Thần hấp thu hơn nửa. Lôi kiếp coi như là hoàn toàn chịu đựng xuống. Hô! Diệp Thần chậm rãi rơi xuống, nhìn bị lôi điện bao gồm huyết long, hắn phát hiện huyết long thân thể khổng lồ ước chừng 10 lần. Những cái kia sấm sét tựa như giống như là tư bổ vật, để cho huyết long thực chất hóa mãnh liệt hơn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được huyết long tồn tại uy hiếp. Trở về. Diệp Thần ra lệnh một tiếng, huyết long gầm thét một tiếng, chính là ngoan ngoãn chui vào Diệp Thần thân thể. Hết thảy yên lặng. Diệp Thần chậm rãi rơi xuống đất, đi tới cửa động, ánh mắt ngưng mắt nhìn thiếu nữ. Mới vừa rồi đa tạ ngươi là ta hộ pháp. Hoặc giả là bởi vì đột phá kết thúc, Diệp Thần trên người như cũ trần, thiếu nữ ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên thân hình. Mặt đẹp ửng đỏ. Không việc gì, coi như không có ta, người đột phá vậy ta không người nào có thể dung chuyển. Diệp Thần nhận ra được khác thường, tiện tay bắt đầu từ luân hồi mộ địa lấy ra một bộ quần áo mặc lên. Đúng rồi, người tựa hồ biết ta tên chữ, nhưng là ta còn không biết ngươi kêu gì. Thiếu nữ ngẩn ra, lắc đầu một cái, ta không có tên chữ, nhưng là sư phụ gọi ta là Lạc. Đọc rồi. Lạc. Diệp Thần vẫn là hồi thứ nhất nghe được tên chữ chỉ có một chữ, nhưng là đây là người khác chuyện riêng, Diệp Thần cũng không thể nói gì, chỉ có thể gật đầu, Lạc tiểu thư, người đối với chỗ này quen thuộc, có thể hay không cho biết như thế nào rời đi. Dưới mắt Trảm Long vấn thiên kiếm tìm về, thực lực cũng là vượt qua đến hư vương cảnh, cũng nên đi tìm Mạc Ninh và Diệp Lăng Thiên. Lạc nghe được Diệp Thần phải đi, nhớ ra cái gì đó, vội vàng đi tới Diệp Thần bên cạnh. Kích động nói cái đó. Diệp Thần, người có thể hay không cùng ta đi gặp một chút sư phụ, đối với ta lại nói rất trọng yếu. Có lẽ rất sợ Diệp Thần rời đi, Lạc tay nắm thật chặt Diệp Thần vạt áo. Đi gặp sư phụ ngươi. Đúng đúng đúng, ngươi yên tâm, ta sư phụ nhất định sẽ không tổn thương ngươi. Van cầu ngươi, Lạc cơ hồ là cầu xin giọng. Đột nhiên, Lạc nghĩ tới điều gì? Vội vàng từ không gian cất đồ lấy ra một cái dịch thấu trong suốt vật. Diệp Thần, vật này là trên người ta quý trọng nhất đồ, ta cầm vật này cho ngươi, ngươi hãy cùng ta đi một chuyến. Có được hay không? Diệp Thần nhìn lướt qua trước mắt long lanh trong suốt tồn tại, cảm giác có chút xem trái cây, hắn bản thân liền thiếu thiếu nữ 3 cái điều kiện. Đi gặp một chút đối phương sư phụ vậy không tính là cái gì. Bất quá trái cây này hắn cũng không cần. Diệp Thần mới vừa muốn cự tuyệt, luân hồi mộ địa đang ngủ say tiểu hoàng nhưng là mở mắt ra, một đạo hàn quang thoáng qua. Đây là, 5.000 năm mới kết một viên huyền linh quả. Mau, bắt lại, mau à, không nên cự tuyệt ngươi chính là người ngu. Vật này, toàn bộ côn lôn hư đều không tìm ra ngoài ra một quả. Cũng chỉ có huyết linh bí cảnh loại này tồn tại mới có thể bồi dưỡng. Diệp Thần tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này không đáng tin cậy tiểu hoàng vào lúc này thức tỉnh. Hắn chưa bao giờ phát hiện tiểu hoàng có kích động như vậy một khắc. Giống như cái này huyền linh quả nhất định phải đạt được vậy.
Huyền linh quả là đồ chơi gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Người nói đồ chơi gì, trời ạ, người biết huyền linh quả tác dụng sao? Cái này so với thạch khéo léo tác dụng còn kinh khủng hơn. Tiểu hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Vậy ta có phải hay không ăn vào vật này, lại có thể đột phá? Diệp Thần nói. Tiểu hoàng màu đỏ con ngươi tản mát ra tia sáng chói mắt, kích động nói, cái này huyền linh quả đối với đột phá chưa bất kỳ tác dụng. Nhưng là đối với ta hữu dụng, cực kỳ hữu dụng, còn có, nó là ta, nếu như cho ngươi ăn đỉnh hơn chính là ngưng tụ một chút thần hồn, cái đó. Ngươi căn bản không cần. Tựa hồ rất sợ Diệp Thần ăn vào, tiểu hoàng giọng có chút kiêng kỵ. Diệp Thần có thể cảm giác đến tiểu hoàng đang nói láo, nói đùa, ta người này thích ăn trái cây, coi như không dùng ta cũng nhận. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, cái này vật này, là ta. Cảm nhận được Diệp Thần không có hảo ý ánh mắt, tiểu hoàng càng khẩn trương. Vậy ngươi còn không nói thật, Diệp Thần tự tiếu phi tiếu nói. Được rồi, ta thừa nhận, cái này huyền linh quả đối với tu sĩ thần hồn lớn mạnh có cực lớn chỗ tốt. Nhưng là, thằng nhóc, vật này thật không thể cho ngươi. Thiên hạ bây giờ, lớn mạnh thần hồn linh dược nhưng mà không thiếu. Thậm chí cũng có luyện chế được đan dược, ngươi cần gì phải cùng ta tranh đoạt. Cái này huyền linh quả, ngàn năm nảy mầm, ngàn năm cây thành, ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thục. Nói cách khác, một quả huyền linh quả, cần 5.000 năm thời gian, mới có thể ra đời. Coi như là lần nữa nở hoa kết trái, đến thành thục cũng cần 3.000 tuổi tháng. Nó đối với tăng lên thần hồn là có to lớn chỗ tốt. Nhưng là, lớn hơn chỗ tốt là hóa hình. Huyền linh quả tên chữ, vì sao tới? Chính là bởi vì hắn có thể ẩn linh tụ được. Nếu như vậy Thạch Tôn, ăn một quả này huyền linh quả nói, thời gian ngắn liền có thể hóa thành hình người. Không cần chờ đợi bước vào cường đại hơn tầng thứ. Hóa hình quá trình, lại là khó khăn, chịu đựng thiên lôi khảo nghiệm, không cẩn thận, tan thành mây khói. Quá trình này quá khó khăn. Nhưng là, huyền linh quả một khi uống, hóa hình thậm chí không cần gặp thiên lôi tẩy rửa. Ở Diệp Thần hùng hổ dọa người dưới khí thế, tiểu hoàng rốt cuộc không nhịn được nói ra nói thật. T. Nghe được tiểu hoàng mà nói, Diệp Thần trợn mắt hốc mồm. Huyền linh quả, không nghĩ tới lại có cái này chờ thần kỳ tác dụng. Có thể ẩn linh hóa hình. Vậy có phải hay không ý nghĩa tiểu hoàng có thể thành làm người hình? Hắn còn như rõ ràng vì sao tiểu hoàng kích động như vậy, đối với yêu thú mà nói, hóa hình quá trọng yếu và chân quý. Vô số yêu thú chung cả đời tu luyện, chính là hy vọng có một ngày có thể thành làm người hình. Co giúp lại tự nhiên. Phải biết, yêu thú người lớn, nhưng mà đạt tới chuyện khó khăn tình à. Chủ yếu hơn chính là, yêu thú khu, thiên phú thấp kém. Mặc dù tuổi thọ rất lâu, nhưng là, bọn họ muốn hóa hình, thường thường cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm công phu. Mà nếu là có thể đề ra sớm hóa hình, vậy thì đại biểu bọn họ thành yêu. Có loài người khu, liền đại biểu bọn họ thiên phú tu luyện gông xiềng, sẽ bị mở ra. Hết thảy các thứ này huyền linh quả có thể làm được. Diệp Thần bừng tỉnh, cũng hiểu tiểu hoàng ý nghĩa. Ngươi thật muốn viên này huyền linh quả, đối với ngươi tiến hóa nhưng có chỗ tốt. Lời còn không có rơi xuống, tiểu hoàng chính là nói, ta mặc dù không có ăn vào huyền linh quả qua, nhưng là ta dám khẳng định, một khi ăn vào, ta chí ít có thể tiến hóa một lần. Mấu chốt ta có thể trước thời hạn hóa hình, ta cũng có thể tu luyện cùng đột phá. Đến lúc đó ta thực lực sẽ gặp càng kinh khủng hơn. Ngươi biết ta tại sao luôn là đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say sao? Chính là bởi vì trong cơ thể ta năng lượng thiếu thốn, ta cố nhiên có nghịch thiên huyết mạch, nhưng là lại không có loài người các ngươi đan điền, thần niệm của ta và huyết mạch mạnh mẽ, không hữu dụng à. Thân thể từ đầu đến cuối vẫn là thông thường yêu thú, càng về sau, vượt thì không cách nào chịu đựng ta lực lượng. Nếu như ăn vào huyền linh quả cũng không giống nhau, chí ít thịt của ta thân sẽ hoàn toàn lột xác, sau này ngủ số lần cũng sẽ giảm thiếu, trừ phi cực kỳ yếu ớt. Diệp Thần trong mắt híp lại, tiểu hoàng đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Lại là hắn tác chiến đồng bạn, hắn tự nhiên muốn thỏa mãn tiểu hoàng yêu cầu. Ngươi thật muốn vật này. Nói nhảm. Tiểu hoàng lườm một cái. Diệp Thần không do dự nữa, nhìn về phía trước mặt lạc, năm ngón tay một chảo,
huyền linh quả liền là xuất hiện ở Diệp Thần lòng bàn tay. Lạc tiểu thư, mặc dù cái này huyền linh quả bị chi có thẹn, nhưng là hắn đối với ta lại nói rất trọng yếu, ta thu, xin phía trước dẫn đường, ta nguyện ý gặp sư phụ ngươi. Thiếu nữ thấy Diệp Thần nguyện ý tiếp nhận huyền linh quả, thở ra một hơi. Nàng từ nhỏ đến lớn và loại dược liệu này giao tiếp, huyền linh quả cố nhiên chân quý, sư phụ lại là nhiều lần nhấn mạnh, phải thật tốt bảo vệ. Nhưng là nàng cũng rất rõ ràng, Diệp Thần giá trị vượt xa huyền linh quả. Một khi xác định Diệp Thần thân phận, sư phụ bày vậy trận huyết linh tộc cuộc cờ, sẽ đem hoàn toàn mở ra. Mà Diệp Thần là duy nhất có tư cách dung chuyển huyết linh tộc tồn tại. Không có một trong. Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Lạc vốn muốn gọi Diệp Thần tên chữ, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương gọi mình Lạc tiểu thư coi như tốt nghe, nếu như mình chủ động kêu tên liền lộ vẻ được không thân thiết. Huống chi, Diệp Thần nếu quả thật là sư phụ trong miệng vị kia ngự long người, vậy sau này, bên trong tông môn tất cả mọi người đều phải tôn xưng. Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp đi theo Lạc hướng một cái dưới vách đá rừng cây chỗ sâu đi. Còn như trong sơn động thạch tôn, đã không trọng yếu. Mà chống đỡ phương trước mắt thương thế tới xem, đối với Diệp Thần không có uy hiếp. Chờ thạch tôn khôi phục như cũ, không muốn biết đã bao nhiêu năm, khi đó, Diệp Thần có thể thiện tay là có thể chém chết đối phương. Vốn còn muốn lợi dụng thạch tôn thân thể, bây giờ thạch tôn đều như vậy, hiển nhiên không có giá trị lợi dụng. Lạc mang Diệp Thần xuyên qua rừng cây, đi tới một nơi đất trống. Bước chân dừng lại. Đây chính là Thánh Thảo Cốc. Diệp Thần có chút kinh ngạc, chung quanh trống trơn như vậy. Đột nhiên, hắn chú ý tới cái gì, chung quanh đại thụ sắp hàng cực kỳ cổ quái. Loại cảm giác này giống như thuộc về một cái to lớn trận pháp khu vực. Mà đây chút cây lớn chính là trời như vậy bồi dục trận pháp. Mấu chốt những thứ này cây lớn bên trong còn cất giấu cực kỳ linh khí nồng nặc. Thiên nhiên đại trận, lấy nghìn vạn năm thời cơ ẩn dục lớn như vậy trận, tay này bút cũng quá lớn liền đi. Diệp Thần có chút thất thần. Lạc nhìn một cái Diệp Thần, ngược lại là không nghĩ tới nơi này trận pháp lại bị tên này một mắt nhìn ra, nàng cười một tiếng. Ngươi là ta gặp qua cái đầu tiên có thể nhìn thấu nơi đây trận pháp người ngoài, đợi tới bên trong, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy nghe ta chỉ huy. Thánh Thảo Cốc và ngoại giới có thể không giống nhau, cực độ xếp bên ngoài, ta phải mau sớm mang ngươi thấy sư phụ. Nói xong, Lạc bắt đầu từ giữa eo lấy ra một khối ngọc bội, ngón tay bắt pháp quyết, ngọc bội phát ra ánh sáng màu vàng, lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đồng thời, trước mặt đất đai chấn động lên. Nháy mắt bây giờ, cuồn cuộn sương mù cuốn lên, che đậy tầm mắt. Diệp Thần mơ hồ bây giờ phát hiện trước mặt cách cục đã thay đổi. Lạc nhìn một cái Diệp Thần, khóe miệng phác họa một đạo độ cong, Diệp tiên sinh, đi thôi. Nàng vậy mảnh khảnh tay nhẹ nhàng vung lên, sương mù chính là tiêu tán. Một tòa đỏ thấm thần môn vô căn cứ xuất hiện. Trận pháp cửa. Diệp Thần rất rõ ràng. Chỉ có đi qua cánh cửa này, chính là tiến vào nơi này trận pháp bên trong. Cái này cùng bí cảnh là giống nhau nguyên lý, chỉ bất quá trong trận, cũng không phải là người bình thường có thể xây dựng, cái này Thánh Thảo Cốc lộ vẻ được càng phát ra thần bí. Lạc đưa tay ra, tựa hồ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, trực tiếp nắm Diệp Thần tay, hai người đồng loạt bước vào thần môn. Bước vào thần môn sau đó, Diệp Thần chính là bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ. Sơn hà tráng lệ, cao sơn lưu thủy, bên trong linh khí cực kỳ đậm đà, và ngoại giới máu linh khí hoàn toàn không cùng. Cái này Thánh Thảo Cốc, chỉ riêng trước mắt nhìn thấy hết thảy, đều không phải là Côn Lôn hư cao cấp tông môn có thể chống lại. Diệp Thần đi qua kỷ tư thanh Thiên Lam Tông. Thiên Lam Tông và trước mắt Thánh Thảo Cốc, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tựa như thiên địa chênh lệch. Lạc thấy Diệp Thần bộ dáng kinh ngạc. Có chút đắc ý, ta chỉ thích ngươi loại này không gặp qua việc đời dáng vẻ, đến bên trong, ngươi còn biết hơn nữa kinh điệu cằm. Đi, ta mang ngươi đi chỗ đó tòa điện vũ, sư phụ hẳn ở chỗ này, chỉ mong sư phụ không muốn bế quan. Lạc nhẹ giọng nói, bởi vì tính cách đơn thuần, nàng ngược lại là không cảm thấy hai người kéo tay có cái gì. Ở Thánh Thảo Cốc, nàng và vài bằng hữu thường xuyên như vậy. Hai người tiến vào Thánh Thảo Cốc. Chính là gặp được không ít người. Diệp Thần đi bất quá 100 mét,
nhưng là phát hiện một kiện cực kỳ nghiêm túc sự việc. Toàn bộ thánh thảo cốc không có một cái người đàn ông. Đều là cùng một màu cô gái. Hơn nữa tu vi cực kỳ cao, thấp nhất cũng bất quá là thánh vương cảnh. Mấu chốt những nữ đệ tử này đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, có chút quan sát, lại có khá hơn chút tò mò. Diệp Thần có chút xấu hổ, hắn thậm chí cảm giác được mình tiến vào nước nữ nhi. Cũng không biết thánh thảo cốc không có người đàn ông, ở đâu ra nhiều năm như vậy nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử. Lạc tựa hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, giải thích, ngươi không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, toàn bộ thánh thảo cốc không có một cái nam sinh, sư phụ và một ít trưởng lão hàng năm cũng sẽ rời đi huyết linh bí cảnh, đi tìm một ít ngoại giới cô gái, những cô gái này phần lớn là không cha không mẹ, hoặc là lâm vào là người giàu nô lệ, nếu như không có sư phụ và trưởng lão, các nàng sẽ rất thảm. Còn có một việc ngươi cần phải chú ý, bởi vì đều là nữ đệ tử, sự tồn tại của ngươi sẽ rất nhạy cảm, chỉ hy vọng, lần này có thể thuận lợi thấy sư phụ. Lạc nói tiếng nói mới vừa rơi xuống, đối diện nhưng là đi tới một đám giữa eo có bội kiếm thiếu nữ. Cầm đầu là một cái người mặc cẩm y thiếu nữ. Thiếu nữ mặt mũi dáng đẹp, đan mắt phượng, cười mỉa, tổng để cho người cảm giác được một tia dùng mình. Cẩm y thiếu nữ tự nhiên thời gian đầu tiên chú ý tới Diệp Thần, nàng vậy dùng mình trong mắt càng phát ra lạnh như băng, thậm chí sắc mặt cũng âm trầm xuống. Sau đó, cẩm y thiếu nữ ánh mắt bắn vào Lạc trên mình. Diệp Thần rất cảm giác được rõ rệt Lạc tay toát ra mồ hôi, lại là càng bắt chặt, tựa hồ đang sợ cái gì. Diệp tiên sinh, chúng ta đi. Lạc cúi đầu, bước chân tăng nhanh, muốn phải dẫn Diệp Thần và những phụ nữ này sát vai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng là rất nhanh, bên cạnh hai người bất thình lình vang lên một giọng nói, Lạc, đi nhanh như vậy, là sợ ta ăn ngươi phải không? Ngươi mang tới cái này người ngoài, không giải thích một chút sao? Vẫn là nói, ngươi cho rằng bây giờ thánh thảo cốc, ngươi có đầy đủ quyền phát biểu. Thanh âm đến từ cái đó cẩm y thiếu nữ. Đồng thời, cẩm y thiếu nữ bên hông kiếm lạnh lẽo rút ra, chặn lại Diệp Thần và Lạc đường đi. Diệp Thần mặc dù không biết cái này cẩm y thiếu nữ và Lạc bây giờ chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn suy nghĩ một chút cũng phải nữ sinh giữa lục đục với nhau. Giang hồ rất phức tạp. Giữa nữ nhân giang hồ hơn nữa phức tạp. Lạc cứng ngắc ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, không khách khí chút nào nói, Phương Viên, ta làm gì, hẳn không cần hướng người bẩm báo đi, còn như cái này người ngoài, là sư phụ muốn ta mang tới. Nàng ngày hôm nay thì phải gặp, ngươi chẳng lẽ dám ngăn trở? Tránh ra, ta muốn gặp sư phụ. Cái đó gọi Phương Viên cẩm y cô gái cười lạnh một tiếng, ngươi xác định là sư phụ để cho ngươi mang tới. Ta xin hỏi ngươi, ngươi bao lâu không có thấy sư phó? Sư phụ đã sớm bế quan. Một đoạn thời gian không gặp, ngươi vậy nói dối mặt mũi vẫn không thay đổi à? Để cho ta đoán một chút người đàn ông này lai lịch. Không phải là ngươi muốn thừa dịp sư phụ bế quan, ăn trộm trái cấm đi, đừng quên tông môn quy củ. Một khi thử nghiệm tình yêu nam nữ liền vĩnh cửu đuổi ra khỏi thánh thảo cốc. Phương Viên lời nói hùng hổ dọa người. Lạc nghe được những lời này thật là khí nổ, Phương Viên, người ngậm máu phun người. Ta lặp lại lần nữa, đừng ngăn ở ta trước người, nếu không sư phụ trách tội xuống, người không chịu nổi. Tránh ra. Phương Viên cười một tiếng. Bước chân đạp một cái, khí tức trên người hoàn toàn bùng nổ. Chí ít hư vương cảnh tầng 2. So Lạc không biết cao hơn nhiều ít lần. Cơ hồ ngay tức thì, cường đại kinh khí liền đem Lạc đẩy lui, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Lạc nhiều năm như vậy tới nay, cơ hồ không có tu luyện, nàng một mực làm sự việc chính là bồi dưỡng dược liệu. Nàng cũng không lòng tu luyện đấu tranh, đây cũng là nàng nhiều năm như vậy. Còn dừng lại ở cái cảnh giới này nguyên nhân. Mấu chốt ở huyết linh bí cảnh, tu vi cao hơn nữa thì có ích lợi gì? Căn bản không có đất dụng võ. Còn không bằng bồi dưỡng thiên tài địa bảo, phúc trạch thánh thảo cốc. Mắt xem Lạc sẽ bị đẩy lui trên đất, Diệp Thần tự nhiên không thể nào không để ý, chân khí bao trùm toàn thân, đưa tay ra, bắt lại Lạc, lại là nhẹ nhàng kéo một cái, Lạc chính là rớt đến Diệp Thần trong ngực. Thấy một màn này, thậm chí còn cảm nhận được Diệp Thần ngực, Lạc vậy gò má trắng nõn cũng đỏ lên. Lạc tiểu thư, không có sao chứ? Lạc nhìn một cái Diệp Thần,
gật đầu một cái, không có sao, chúng ta đừng để ý các nàng, đi. Ngay tại lúc này, Phương Viên nhưng là đem kiếm trong tay chỉ một cái, có nhiều thú vị chỉ Diệp Thần và Lạc, lại là cười lạnh nói, tốt một đôi cẩu nam nữ, ở Thánh Thảo Cốc đều như vậy anh em, xem ra sư phụ vậy già rồi, nhìn lầm người. Lạc cố nhiên đơn thuần, nhưng là đối mặt Phương Viên như vậy lời nói, tức giận sử dụng trường kiếm, nổi giận mắng, Phương Viên, ngươi có thể hay không quá mức. Thật lấy là ngươi đứng sau lưng một vị trưởng lão, là có thể là tùy ý là, những năm này, ta tựa hồ không có đắc tội ngươi đi, tránh ra. Ta không hy vọng đối với ngươi động thủ. Lạc và những cái kia bên người thiếu nữ tựa như nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, tiếng cười ầm ầm bùng nổ. Ta không nghe lầm chứ, ngươi sẽ đối ta động thủ, ngươi cảm thấy một mình ngươi loại thuốc phế vật, có tư cách dung chuyển ta. Được rồi, ta cũng không phải làm khó ngươi, nhưng là... Phương Viên thoại phong nhất chuyển, nàng cũng biết hai người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, nếu như quá mức cũng không tốt. Dẫu sao sư phụ đối với Lạc thương yêu không được. Nếu như không phải là sư phụ bế quan, nàng cũng không biết không chút kiêng kỵ đến tình cảnh này. Nàng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, gần từng chữ thằng nhóc, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi như muốn tiến vào Thánh Thảo Cốc, dĩ nhiên có thể, nhưng là ngươi phải chém hết các ngươi người đàn ông đồ chơi kia, cái này cũng là vì sư muội của chúng ta cửa cân nhắc. Ngươi có thể có ý kiến. Phương Viên nhìn không thấu Diệp Thần tu vi, nhưng là cùng Lạc làm chung một chỗ, chỉ sợ cũng là chơi dược liệu nhóm kia phế vật. Đối với loại này khinh thường, nàng trong lòng chỉ có thương hại và khinh thường. Diệp Thần từ đầu tới cuối cũng không muốn nhúng tay chuyện của nữ nhân, nhưng là Phương Viên những lời này nhưng là hoàn toàn chọc giận Diệp Thần. Tới Thánh Thảo Cốc, cũng không phải là hắn xin tới, nếu như không phải là Lạc, nơi đây hắn mới không lạ gì. Mà đây cái không có bất luận quan hệ gì người phụ nữ, nhưng là dùng không cho phép nghi ngờ giọng nói ẩu nói tả. Hắn còn không có gặp qua loại này cuồng ngông hạng người. Nữ quyền người. Chẳng lẽ người đàn ông định trước ở chỗ này không địa vị? Hắn Diệp Thần mới không tin cái này ta. Lạc hơi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần chính là một bước bước ra, chắn Lạc trước người, rồi sau đó, vậy mang vô tận hàm nghĩa trong mắt trực tiếp bắn về phía Phương Viên. Có người đối với ngươi nói một câu sao? Diệp Thần nói. Phương Viên ngẩn ra, đôi mi thanh tú một nhăn mày, theo bản năng nói cái gì? Ngươi miệng thật rất muốn đánh. Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Giờ khắc này, không chỉ Phương Viên các người có chút không phản ứng kịp, liền liền Lạc cũng là trợn to mắt mâu. Những năm gần đây, nàng một mực không dám và Phương Viên mâu thuẫn, nhưng là Diệp Thần ngược lại tốt, trực tiếp như vậy nói. Đây quả thực là khiêu khích à. Nàng trong lòng lộc bộp một tiếng, nàng rất rõ ràng, Diệp Thần cầm sự việc thay đổi phiền toái hơn. Dựa theo Phương Viên tính cách, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Phương Viên nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, sắc mặt hoàn toàn đen xuống, trên người khí thế lại là bỗng nhiên leo lên. Lạnh như băng dày vang khắp, người cái này hèn mọn người đàn ông, thật lấy là Thánh Thảo Cốc và bên ngoài như nhau sao? Lại dám làm nhục ta? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi đến, bắt lại cái này, nếu cái này người đàn ông đê tiện người không muốn động thủ, vậy ta chính là tự mình động thủ. Ý định giết người ngay tức thì phóng thích. Phương Viên bên cạnh ba vị nữ đệ tử lại là thân thể di động, ngay tức thì đi tới Diệp Thần chừng. Trường kiếm một chuyển, kiếm ý cuồng bạo, trực thủ Diệp Thần mạng môn. Thậm chí có một kiếm lại là hướng Diệp Thần nửa mình dưới chém tới. Không có bất kỳ nương tay. Lạc căn bản không hy vọng sự việc đi cái phương hướng này phát triển, sắc mặt nàng kịch biến, muốn ngăn cản. Nhưng là phát hiện hai thiếu nữ đứng ở mình chừng. Một cổ vô hình uy áp bao phủ, nàng muốn dùng sư phụ cho nàng pháp bảo, cũng không có tư cách. Các ngươi buông ta ra, Diệp tiên sinh đối với sư phụ rất trọng yếu, nếu như bị sư phụ biết các ngươi như vậy đối đãi với hắn, ta dám khẳng định, các ngươi cũng biết bị trục xuất Thánh Thảo Cốc. Vậy hai thiếu nữ cười một tiếng, đối với Lạc nói tiếng nói tự nhiên không tin. Sư phụ hận nhất chính là người đàn ông. Làm sao có thể bởi vì người ngoài đối với các nàng ra tay? Lạc sư muội, chuyện này là tông môn quy củ, tất cả mọi người đều không cách nào dung chuyển, huống chi cái này người đàn ông đắc tội Phương sư tỷ,
nếu như Phương sư tỷ không tìm hồi một ít bãi, chúng ta Thánh Thảo Cốc mặt mũi lại nên đi kia bắn. Lạc sư muội, đừng nữa làm cái gọi là vùng vẫy, có một số việc định trước và ngươi không liên quan. Lạc liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái này hai thiếu nữ, nhưng là phát hiện căn bản không có tư cách. Loại cảm giác này quá khó chịu. Diệp tiên sinh, cẩn thận. Mắt xem kiếm ý biến dạng không khí hướng Diệp thần đi, nàng theo bản năng che miệng. Mặc dù không biết Diệp thần cảnh giới gì, nhưng là đối với Diệp thần động thủ mấy người, đều ở đây phản hư cảnh trên. Hơn nữa ban đầu liền sử dụng sát chiêu, người bình thường làm sao vác à. Dù là Diệp thần ở trong sơn động đột phá một ít cảnh giới cũng không đủ à. Lạc hốt hoảng nhưng là không có đối với Diệp thần ảnh hưởng mấy phần, nhìn những cái kia kiếm ý, Diệp thần thậm chí ngay cả động vũ khí dự định cũng không có. Bước vào hư vương cảnh sau đó, mặc dù không có vững chắc, nhưng là hắn chiến lược tới bất chuyện nguyên cảnh. Những thứ này rác dưới cảnh giới còn muốn uy hiếp hắn, thật là buồn cười. Mắt xem kiếm ý thì phải chém xuống, Diệp thần nhưng là hai tay chắp sau lưng, như núi bất động. Trong mắt mọi người giống như buông tha chống cự vậy. Phương Viên thấy một màn này, trong lòng cười nhạt đặc biệt là thịnh. Phế vật chính là phế vật, người đàn ông loại rác dưới này loài vốn cũng không nên tồn tại. Càng không có tư cách bước vào Thánh Thảo Cốc, nhất định chính là ô nhục. Lời nói vừa dứt hạ, nhưng là phát hiện Diệp thần trong thân thể lại tràn ra màu đỏ thần lôi tựa như một đôi bàn tay, trực tiếp hướng kiếm ý bắt đi. Rắc rắc, một tiếng, thần lôi bao quanh Diệp thần trên người vô tận chân khí, xuyên thấu trên thân kiếm. Tại chỗ vỡ vụn, bò trở lại cho ta. Diệp thần con người thả ra hàn ý lạnh như băng, lại là hơi co giúp một cái. Khoảnh khắc gian, hư vương cảnh hơi thở ầm ầm bùng nổ. Từng đạo đợt khí ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng sông ngang đánh thẳng đi. Những cái kia phản hư cảnh cũng hoặc là hư vương cảnh nữ đệ tử căn bản không chịu nổi à. Một hớp đỏ bừng máu tươi phun ra, thân thể lại là hung hãn đập vào trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi tác chiến lực. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp thần lại không động thủ, liền trực tiếp nghiền ép Thánh Thảo Cốc nữ đệ tử. Đây là cái quái vật gì? Phương Viên lạnh như băng con ngươi lại là rút vào trình độ cao nhất. Nàng tựa như gặp quỷ vậy. Bất quá tình huống dưới mắt đối với nàng mà nói, chính là tên đã lắp vào cung không phát không được, nàng kiếm lạnh lẽo chỉ một cái, mới vừa dự định đối với Diệp thần ra tay, nhưng là phát hiện Diệp thần bóng người hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Nàng linh thức thả ra ngoài, nhưng là phát hiện một cổ uy áp bao phủ tới. Cái này uy áp tựa như một cái huyết long, phong tỏa hết thảy. Ngươi là ở tìm ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ Phương Viên sau lưng rơi xuống. Phương Viên ngẩn ra, trường kiếm trong tay một chuyển, một đạo hàn mang bắn ra, chung quanh trăm mét lại là tựa như hàn băng giáng thế. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Đây là Phương Viên kiếm ý lãnh vực. Diệp thần dễ như trở bàn tay nghiền ép mấy vị kia Thánh Thảo Cốc cường giả. Cái này làm cho Phương Viên cảm thấy nguy cơ. Không thể không như vậy. Nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện xuất hiện trước mặt một cái nam sinh tay, chỉ như vậy vô căn cứ nắm nàng kiếm. Thậm chí hàn mang ở chạm được Diệp thần nháy mắt, vậy không có phản ứng chút nào. Ta tôn trọng người phụ nữ, cũng không đánh người phụ nữ, nhưng là ngươi ở ta trong mắt, không tính là người phụ nữ. Diệp thần nói dứt lời hạ, sau đó năm ngón tay lực lượng bùng nổ. Bất diệt lửa trực tiếp xông ra, băng hàn ý tại chỗ biến mất. Thậm chí, bất diệt lửa hình thành một cái 10 mét vòng tròn. Ngọn lửa càng ngày càng thịnh, tựa như biển lửa, chiếm đoạt hết thảy. Nóng bỏng cảm giác để cho Phương Viên sắc mặt xuất hiện một vẻ hoảng sợ, nàng rốt cuộc rõ ràng Diệp thần trình độ nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền khinh thường, nàng chợt tháo xuống ngọc bội bên hông, muốn dùng ngọc bội cầu cứu. Nhưng phát hiện. Một cái tay bóp lại nàng mảnh khảnh cổ, lại là đem nàng xách lên. Dù là lòng bàn tay ngọc bội cũng vô cùng nóng bỏng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông tay ra, ngọc bội rơi trên mặt đất. Nghẹt thở cảm giác sắp để cho Phương Viên điên rồi. Nàng liều mạng vùng vẫy. Ngươi không thể giết ta, đây là Thánh Thảo Cốc, ngươi một khi động thủ, ngươi. Hôm nay, đừng hòng bước ra Thánh Thảo Cốc nửa bước. Ngươi coi như thực lực mạnh hơn nữa, đối mặt Thánh Thảo Cốc,
cũng bất quá là phế vật. Hèn hạ. Bót. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần vậy bay lên không một cái tay khác chính là quất đi ra ngoài. Một đạo màu đỏ trưởng ấn trực tiếp ở phương viên trắng nõn gò má lưu lại. Thậm chí phương viên còn khạc ra một ngụm máu tươi. Một tát này thừa tái Diệp Thần tức giận. Ngươi lại dám đánh ta. Phương viên hồi nào nhận như vậy làm nhục, nàng trong lòng thẹn quá thành giận, hận không được biến thành một đầu săn thú, biến dạng Diệp Thần thân thể. Bót! Lại là một cái thanh thúy tiếng vỗ tay vang khắp. Dù là phương viên tu luyện, gò má vậy không chút nào khống chế sưng lên. Thậm chí khóe miệng răng cũng là rớt mấy viên. Ta không thích nói nhảm, ngươi như lại để cho ta nghe gặp ngươi nói một câu, hạ một cái tát, ta không biết thu tay lại, ta sẽ trực tiếp vặn xuống đầu lâu ngươi. Ngươi có thể dùng mạng ngươi tới đánh cuộc ta không dám giết ngươi. Diệp Thần uy hiếp chi âm lúc này rơi xuống. Giờ khắc này, phương viên lời đến khóe miệng lại rất miễn cưỡng nuốt xuống. Nàng thậm chí có thể thấy Diệp Thần trong ánh mắt sát ý và lạnh như băng. Người điên. Triệt triệt để người điên. Tên này bị trên tay dính máu tươi tuyệt đối không dưới 1000 người. Diệp Thần cường thế hoàn toàn trấn áp toàn trường. Hắn đối với trước mặt phương viên không có bất kỳ hứng thú, lại càng không tiếc giết người. Hắn năm ngón tay buông, phương viên chính là thẳng tắp rơi xuống đất, sau đó Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp chấn động bay. Phương viên thân thể hung hãn nện xuống đất, trên người xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Diệp Thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc dự định. Có vài người, không xứng. Từ Lạc ngay từ đầu khẩn trương tới xem, sợ rằng người phụ nữ này đối với đơn thuần Lạc mà nói, chính là âm ảnh. Hắn thiếu Lạc ân huệ, có thể giúp tự nhiên phải giúp. Còn như hậu quả, hắn nguyện ý chịu đựng. Lạc hoàn toàn thuộc về mơ hồ trạng thái, nàng muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện mình không có chút nào khí lực. Cái này Diệp tiên sinh vậy quá mạnh đi. Hắn ở trong sơn động, rốt cuộc đột phá nhiều ít cảnh giới. Nếu như nàng không đoán sai, Diệp Thần đột phá trước hẳn là Thánh Vương cảnh. Nhưng là dưới mắt nhưng là nghiền ép hư vương cảnh phương viên. Chẳng lẽ tên này vượt qua 3 cảnh giới, đi thẳng tới đạo nguyên cảnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Toàn bộ quá trình, chỉ bất quá mấy giờ à. Cho dù là tiếp nhận thạch khéo léo lực lượng, cũng không có như vậy khoa trương công hiệu. Ngay tại nàng còn chưa phản ứng kịp, Diệp Thần đã tới Lạc trước mặt. Diệp Thần con ngươi nhìn lướt qua Lạc bên người hai người nữ đệ tử, nhàn nhạt nói các ngươi vậy muốn ngăn trở. Vậy hai người nữ đệ tử nghe được câu này hoàn toàn sợ choáng váng, lắc đầu như trống lắc vậy, thân thể lại là không ngừng lui về phía sau. Liên phương sư tỷ đều bị nghiền ép. Ai có thể dung chuyển cái này từ bên ngoài đến người? Diệp Thần tự nhiên không thể nào đối với những thứ này tiểu rồi động thủ, hắn bắt được Lạc tay, phân phó nói, ta còn đuổi thời gian, đi gặp ngươi sư phụ đi. Lạc rốt cuộc kịp phản ứng, gật đầu liên tục. Nàng so người bất kỳ đều biết, phải nhanh lên đi tìm sư phụ. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, phỏng đoán muốn không được bao lâu, thánh thảo cốc bên trong trưởng lão liền sẽ phát hiện. Những trưởng lão kia có thể tới bất chuyện nguyên cảnh trên à. Hơn nữa Diệp Thần chọc ra lớn như vậy cái giỏ. Đây cơ hồ có thể nói là thiên đại chuyện. Được, Diệp tiên sinh. Diệp Thần và Lạc còn đi chưa được mấy bước, chính là cảm giác được một cổ vô hình uy áp bao phủ tới. Sau đó, chính là thấy một tòa tựa như cung điện đỏ thấm cửa, trực tiếp mở ra. Vô số người nhóm xông ra. Hơi thở kinh khủng nữ đệ tử trực tiếp bao vây Diệp Thần và Lạc. Đồng thời 4 vị hơi thở khủng bố bà lão trực tiếp từ trong đám người đi ra. Cái này 4 người nhìn lướt qua bị thương phương viên, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Một cái trong đó tóc bàn khởi ông già lại là một bước đi tới trọng thương phương viên trước mặt. Nàng nhìn một cái phương viên thương thế, lo lắng trong mắt ngay tức thì bị tức giận bao trùm. Không để ý tới hết thảy. Bà lão lấy ra một viên đan dược, trực tiếp cho phương viên ăn vào, sau đó vận chuyển chân khí, trực tiếp chuyển vận đến phương viên thân thể mềm mại trên. Phương viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi thấy bà lão, nàng mừng rỡ hết sức, sau đó quét nhìn một vòng, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần, cắn răng nghiến lợi nói, sư phụ, ta muốn người đàn ông này chết. Nàng lại dám làm nhục ta, đệ tử nói lòng đã bị tổn thương,
hắn nếu không chết, ta cả đời không cách nào đột phá đạo nguyên cảnh. Bà lão nghe được câu này, gật đầu một cái, đứng lên, thân thể có chút còng lưng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, thanh âm già nua mở miệng, tiểu súc sinh, ngươi không phải thánh thảo cốc người, ngươi thậm chí còn dám ở thánh thảo cốc động người chúng ta. Bỏ mặc ngươi là lý do gì, đều phải chết. Lạc sắc mặt tái nhợt, nàng vội vàng ngăn ở Diệp Thần trước người, giải thích, cựu trưởng lão, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, bên trong có hiểu lầm. Nơi này còn bánh xe không tới phiên ngươi nói chuyện. Cựu trưởng lão hiển nhiên từ bùng nổ bên bờ, cánh tay nàng vung lên, một cổ vô hình đợt khí chính là hướng Lạc đi. Lạc không có sử dụng pháp bảo, tự nhiên không cách nào ngăn trở. Một khi bị đợt khí đập trúng, tất nhiên trọng thương. Diệp Thần tự nhiên không thể nào núp ở một cái cô bé sau lưng, hắn không dám khinh địch, cửu u thí thiên thương trực tiếp sử dụng. Một thương điểm ra, đợt khí trực tiếp dừng lại. Cố nhiên đợt khí bị ngăn cản. Nhưng là một cổ cường đại lực phản chấn, cơ hồ để cho Diệp Thần cánh tay tê liệt. Mấu chốt lực lượng còn không có dừng lại. Diệp Thần không do dự nữa, cửu u thí thiên thương lên ma khí tràn ra. Cuồn cuộn ma khí tựa như hóa là vô số lưỡi dao sắc bén, trực tiếp biến dạng trước mặt đợt khí. Cựu trưởng lão và còn lại mấy vị trưởng lão thấy một màn này, con người đồng loạt khóa một cái, lại là ma tộc tàn dư. Đã nhiều năm như vậy, vốn cho là người của ma tộc hoàn toàn biến mất. Lại không nghĩ rằng ma tôn người lần nữa ra đời. Hơn nữa còn là ở thánh thảo cốc, như vậy ma khí nồng nặc, sợ rằng tiểu súc sinh này ở ma tôn thân phận không thấp. Cái thế giới này nhất không nên tồn tại hai loại người, chính là huyết linh tộc và ma tộc. Lạc, người cầm ma tộc tàn dư mang tới thánh thảo cốc, có thể biết giá phải trả. Có thể biết hậu quả, chờ ta chém giết cái này tàn dư, lại tới tìm ngươi tính sổ. Lần này, coi như tông chủ tới, cũng không cứu được ngươi. Dứt lời, vậy cựu trưởng lão bóng người chính là biến mất. Tiểu súc sinh, bỏ mặc ngươi là cảnh giới gì? Ta cũng biết để cho ngươi rõ ràng, vì sao là thánh thảo cốc uy nghiêm. Vì sao là thánh thảo cốc lực lượng. Người của ma tộc, vốn cũng không nên tồn tại, chết. Thiên lôi cuồn cuộn. Cựu trưởng lão ngón tay bắt pháp quyết, kiếm ý ngưng tụ. Trên bầu trời ngay tức thì tạo thành một đạo kiếm ý. Kiếm ý lại là từ trên trời hạ xuống. Thiên địa linh khí, tụ đến, cực quang bắn tán loạn, như mặt trời chói chang lăn xuống. Lửa cháy bừng bừng gầm thét, cả thế giới, vào giờ khắc này chính là gọi vì địa ngục nhân gian. Oanh! Vậy kiếm thương khung ý trực tiếp từ trời cao rơi xuống, thiên địa ngay tức thì không ánh sáng. Một khi chạm được Diệp Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ riêng như thế một chiêu, Diệp Thần chính là cảm nhận được lạnh như băng uy hiếp. Trực kích linh hồn. Cường giả nhất kích. Diệp Thần không dám khinh thường, quanh thân sấm sét thả ra. Cửu u thí thiên thương ma khí lại là ngưng tụ đến mức tận cùng. Bước vào hư vương cảnh sau đó, Lâm Thanh Huyền tiền bối dạy ta phá thiên tam tuyệt thương cũng có thể miễn cưỡng sử dụng phía sau hai chiêu. Ta ngược lại là phải xem, phá thiên tam tuyệt thương đối mặt các ngươi có hay không tư cách. Diệp Thần bước ra một bước. Thân thể bay lên không, mi tâm ma khí không ngừng phóng thích. Cửu u thí thiên thương lại là lóe lên vô cùng ánh sáng chói mắt. Tựa như một thương đến từ chỗ sâu nhất địa ngục. Trực kích cửu u. Đồng thời, Diệp Thần ma khí bao trùm, tựa như hình thành một đạo khôi giáp. Hắn khí thế nổ tung. Tu vi lại là điên cuồng leo lên. Ma khí gia trì, cùng với phá thiên tam tuyệt thương thứ hai thương, trực tiếp để cho Diệp Thần hơi thở cường thế đến mức tận cùng. Chút nào không kém cửu trưởng lão. Diệp Thần trong lòng chiến ý bùng nổ, trong cơ thể tiên máu sôi trào. Hắn có thể cảm nhận được cựu trưởng lão tu vi, đạo nguyên cảnh đỉnh cấp, thậm chí có thể nói là đế tôn cảnh sơ kỳ. Hắn muốn xem mình bùng nổ toàn lực, cùng cảnh giới này còn chênh lệch nhiều ít. Cựu trưởng lão tự nhiên phát hiện Diệp Thần khí thế quỷ dị, nàng trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, nhưng là rất nhanh lại thu liễm. Đây chính là ngươi tổn thương đệ tử ta dựa vào. Buồn cười, ma tộc bí pháp có thể mang cho ngươi lực lượng. Nhưng giống vậy có thể hủy diệt ngươi hết thảy. Đạp đạp đạp. Mấy bước ra, cựu trưởng lão cả người như một ngọn núi lớn, trực tiếp hướng Diệp Thần nghiền ép đi, mang theo người vạn quân lực.
để cho người cảm giác nghẹt thở. Hắn đem thánh thảo cốc lực lượng hiện ra được tinh tế. Tới thật tốt. Mắt thấy cửu trưởng lão như núi cao nghiền ép tới, Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Phá thiên tam tuyệt thương, cho ta trực tiếp phá vỡ. Trên bầu trời, vạn dặm không mây ngay tức thì bị ma khí che giấu. Hào hùng chân khí, ma khí, thậm chí còn sấm sét lực toàn bộ hội tụ ở cửu u thí thiên thương trên. Nháy mắt tức thì, cửu u thí thiên thương chính là phát ra một tiếng khẽ rên tiếng, ngay tức thì chính là ma khí đầy trời, vạn thú lao nhanh, khí thế khoáng đạt. Cửu u thí thiên thương mang theo người thượng cổ lực hồng hoang, hướng núi cao đối kháng đi. Lấy thân thể mạnh mẽ, cứng đối cứng. Thực lực chênh lệch dưới, Diệp Thần dĩ nhiên sẽ không lựa chọn như vậy. Mặc dù Diệp Thần thân thể vậy rất mạnh mẽ, nhưng là, hắn lấy không có được cái gì ưu thế. Hống 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 hống. Theo cửu u thí thiên thương bắn ra, vạn thú gào thét, cửu u lực lan truyền. Chút tài mọn, cũng dám cản rỡ. Đối mặt đối diện trấn áp mà đến cửu u thí thiên thương, cửu trưởng lão khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Thân hình hắn không có chút nào dừng lại, thậm chí bỗng nhiên tăng tốc độ. Oanh! Người như lưu quang, cửu trưởng lão trực tiếp đón cửu u thí thiên thương đi. Một khắc sau, một hồi tiếng nổ nổ tung. Ùm ùm! Như sấm nổ tung, thiên địa tan vỡ. Vậy che trời xây đất thanh quang, ở tiếng nổ chính giữa, bị xé ra một vết thương. Rào 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 rào! Nặng nề biến dạng sinh chính giữa, muôn vàn cự thú, ngay tức thì ở cửu trưởng lão đánh vào dưới, hóa là bụi bẩm, tan rã tản ra. Oanh! Thế như trẻ tre, cửu trưởng lão quanh thân khí thế hóa hơi lớn biển, không thể ngăn cản. Biến dạng muôn vàn cự thú, hắn hung hãn đụng vào cửu u thí thiên thương trên. Đối với cửu trưởng lão mà nói, cái này cửu u thí thiên thương. Không có chút nào khiêu chiến, nếu như Diệp Thần chỉ có thủ đoạn như vậy, hôm nay, hắn liền chết chắc. Cái này cầm thương, ta lúc này hủy đi, như vậy tà vật, ở lại thế gian cũng là hại người. Cửu trưởng lão giữ lại cửu u thí thiên thương, cánh tay khô gầy vừa định bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, vừa định biến dạng. Một giây kế tiếp, quỷ dị đột biến. Cửu u thí thiên thương ngay tức thì vặn vẹo, lại là tựa như hóa là một cái hắc xà, quấn quanh ở cửu trưởng lão cánh tay. Không ngừng xúc chặt, cửu trưởng lão sắc mặt đại biến. Nàng vậy coi là kiến thức rộng, nhưng chưa bao giờ gặp qua loại vũ khí này. Nếu như lại không tránh thoát, tay nàng cánh tay tuyệt đối sẽ nghiền nát. Nhưng là bất kể nàng dùng cái gì thuật pháp, cửu u thí thiên thương căn bản không có tránh thoát ý nghĩa. Thằng nhóc, nhanh lên để cho vũ khí của ngươi cút ngay. Cửu trưởng lão gầm hét lên. Nhưng là Diệp Thần từ đầu đến cuối mắt lạnh đối đãi hết thảy. Cửu trưởng lão cánh tay đã rỉ ra máu tươi, nàng lại cũng không đoái hoài tới, trực tiếp đáp lời hơn ba vị trưởng lão hô, còn lo lắng cái gì, giết thằng nhóc này. Thằng nhóc này vừa chết, cái này ma tộc đồ chơi tự nhiên mất đi lực lượng. Mau! Vậy ba vị trưởng lão nghe được câu này, bóng người biến mất, ngay tức thì đi tới Diệp Thần bên người. Ba vị thực lực của trưởng lão đều ở đây đế tôn cảnh trên. Diệp Thần liều mạng ngăn trở, nhưng vẫn bị ba người vây quét, khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể không ngừng lui về phía sau, còn không có ổn định thân hình, cửu trưởng lão chính là mang cửu u thí thiên thương, trực tiếp giết tới đây. Tiểu súc sinh, hôm nay, ta liền để cho ngươi hồn đạo mất đi. Cửu trưởng lão đã buông tha cánh tay kia, một cái tay khác, tay cầm một bản màu vàng phù văn. Chữ viết cổ xưa quấn quanh ở lòng bàn tay, ngay tức thì hóa là lợi kiếm hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Diệp Thần ngẩn ra, con ngươi ngưng lại, trong cơ thể vô tận lực lượng ầm ầm bùng nổ. Tiếng rồng ngâm vang khắp. Rồi sau đó, một cái tràn đầy sấm sét phan lộ huyết long trực tiếp lao ra Diệp Thần thân thể, cuồng bạo năng lượng từ huyết long thân thể tràn ra. Huyết long xuất hiện, để cho tất cả mọi người không có phản ứng kịp. Cửu trưởng lão theo là tròng mắt trợn to. Ngự long người. Hắn căn bản không nghĩ tới trước mắt tiểu tử lại là ngự long người. Cùng thời khắc đó, kiến trúc chỗ sâu, một tòa nơi bế quan. Một vị tóc hoa dâm ông già đang đứng ở đột phá mấu chốt kỳ. Đột nhiên, tròng mắt của nàng mở ra. Cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí có chút mừng rỡ. Thằng nhóc kia, rốt cuộc đã tới.
Đọc rồi. Thánh cỏ ngoài điện. Gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Làm Diệp Thần trong cơ thể huyết long xông ra, cầm đầu mấy vị thánh thảo cốc trưởng lão sắc mặt đều là kịch biến. Vậy tràn đầy sấm sét văn lộ huyết long gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Lại là canh giữ ở Diệp Thần chừng. Chỉ có cửu trưởng lão dám động thủ, huyết long chính là không để ý bất cứ giá nào, bắt lại cửu trưởng lão. Cửu U Thí Thiên Thương cũng là cảm giác được cửu trưởng lão uy hiếp, ma khí dần dần bao trùm ở cửu trưởng lão toàn bộ cánh tay. Một giây kế tiếp, chính là cấp tốc co rút lại. Xé kéo. Cửu U Thí Thiên Thương lại trực tiếp xé cửu trưởng lão cánh tay. Máu tươi bùng nổ. Cường đại chỗ đau cơ hồ để cho cửu trưởng lão thanh tỉnh trở về, gương mặt lại là vô cùng dữ tợn. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám hủy diệt ta cánh tay. Bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay ta đều phải ngươi bỏ ra tay cụt đau. Cửu trưởng lão cả người cơ hồ điên cuồng. Tay kia ở giữa màu vàng phù văn bộc phát ra cường đại lực lượng, vốn là lợi kiếm, lại là hóa là một đầu cuồng bạo cự thú, hướng Diệp Thần cuồng bạo đi. Diệp Thần không có né tránh, hắn biết phù văn này lực lượng có đáng sợ dường nào. Nhưng là hắn càng muốn biết lột xác sau huyết long, rốt cuộc lực lượng gì. Huyết long cảm giác quyền uy của mình tựa như bị nghi ngờ, tức giận long ngâm vang khắp, quanh thân tràn ra sấm sét và ngọn lửa, lại là cắn một cái ở màu vàng kia phù văn hóa thành cuồng bạo cự thú trên. Một rồng một thú bộc phát ra một hồi tiếp theo một hồi đợt khí. Chiếm đoạt thiên địa. Đợt khí hướng bốn phương tám hướng náo động, Diệp Thần không thể không lui về phía sau dòng dã 10 bước, mặt hắn gò má lại là xuất hiện một dấu máu. Cửu trưởng lão và còn lại mấy vị trưởng lão cũng không khỏi không lui về phía sau. Trung ương chi đất phảng phất là gió bão trung tâm. Nhưng là rất nhanh, huyết long liền đem phù văn kia ngưng tụ cự thú biến dạng. Có thể gặp bây giờ huyết long có kinh khủng dường nào. Cửu trưởng lão diễn cảm dữ tợn đến mức tận cùng, nàng do dự mấy giây, đối với bên cạnh ba vị trưởng lão, nói, xin chư vị cho ta một đạo lực lượng, thằng nhóc này phải chém chết. Nếu không ta thánh thảo cốc sẽ gặp thành là huyết linh bí cảnh trong thiên đại cười nhạo. Còn dư lại ba vị trưởng lão trong mắt có chút do dự, cửu trưởng lão, ngươi có thể nhận ra được thằng nhóc này trong cơ thể cất giấu một cái huyết long, có thể hay không người này chính là tông chủ tìm kiếm ngự long người, là không phải là không có đúng mực người, sợ rằng thằng nhóc này thật sự là tông chủ một mực tìm kiếm người. Hơn nữa tiểu tử này thực lực cổ quái rất, mặt đối với chúng ta. Ta không cảm giác được hắn trong con người có bất kỳ sợ hãi và lùi bước tâm trạng, nếu như động thủ nữa đi xuống, đối với chúng ta đều không lợi à. Đúng vậy, lão cừu, thu tay lại đi, người tay cụt hẳn còn có thể khôi phục, chúng ta cấp bậc này tồn tại, tay cụt mọc lại rất bình thường, cũng không nếu lại đối với một tên tiểu bối ra tay. Cừu trưởng lão nghe được bên người mấy vị trưởng lão khuyên giải, gương mặt diễn cảm lúc sáng lúc tối, ở nàng nhìn lại. Phảng phất là bị người khác làm nhục vậy. Tay cụt thù, nếu không phải báo, nàng sau này ở thánh thảo cốc như thế nào đặt chân? Nàng hừ lạnh một tiếng, nếu các ngươi không muốn ra tay, vậy coi như xong, ta cũng không cần. Các ngươi thật lấy là ta không giết được tiểu súc sinh này. Cái này thế gian cũng chưa có ta không giết được người. Dứt lời, cửu trưởng lão tròng mắt nhắm lại, quanh thân khí thế lại là phóng thích mở. Sau đó, nàng liền đem ngọc bội bên hông lấy ra. Còn lại mấy vị trưởng lão thấy một màn này, hơi biến sắc mặt. Lão cửu lại muốn đối với thằng nhóc này vận dụng bí thuật. Bí thuật một khi bắt đầu sử dụng, thực lực chính là bay lên một đoạn, mấu chốt đây đối với lão cửu thân thể có rất lớn tổn thương à. Nàng điên rồi phải không? Không tiếc dùng cái này chờ giá phải trả cũng phải chém chết thằng nhóc này. Mấy vị trưởng lão muốn khuyên. Nhưng là lúc đã chậm. Chỉ gặp cửu trưởng lão cánh tay lộn một cái, một giọt máu tươi trực tiếp ở lòng bàn tay tràn ra, lại là bao quanh ngọc bội. Ngọc bội tại chỗ vỡ vụn, hóa là vô số ngôi sao ánh sáng. Đồng thời, bốn phương tám hướng lại là xuất hiện từng cơn hàn băng ý, trên bầu trời lại là ngưng tụ ra một cái sông dài. Sông dài tựa như dòng nước, cực kỳ dữ tợn. Dù là ngươi nắm trong tay một đầu huyết long thì như thế nào? Ta cháy máu tươi và tu vi ngưng tụ dòng nước hư ảnh, đủ để hủy diệt ngươi hết thảy. Một tiếng thét dài, thiên địa biến sắc. Vậy bầu trời sông dài trực tiếp nghiêng ngã xuống, tựa như trường giang lao nhanh.
khí thế khoáng đạt. Ùm ùm, dòng nước lại là hung hãn đập vào huyết long trên. Rột rột, hai cổ năng lượng va chạm, ngay tức thì phát ra từng cơn trầm thấp trị âm. Làm sao có thể? Diệp Thần trợn to hai mắt. Hắn nhìn thấy gì? Hắn phát hiện vậy sông dài hóa thành dòng nước lại trực tiếp thẩm thấu huyết long thân thể. Huyết long coi như muốn động thủ cũng không khả năng à. Đây là cái gì quỷ? Diệp Thần biết rõ huyết long mạnh mẽ, căn bản không có thể để cho lực lượng bên ngoài như vậy thấm vào. Nhưng là dưới mắt vậy là cái gì tình huống? Ngay tại lúc này, luân hồi mộ địa truyền đến huyết thất dạ thanh âm. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là u minh sông dài, thế gian vật chí âm, huyết long là chí dương thuộc tính, hai người đụng chạm, huyết long tất nhiên thua thiệt. Huyết long và ngươi bây giờ có liên lạc, lại là từ thân thể ngươi trong uẩn dục, nếu như huyết long bị u minh sông dài chiếm đoạt, ngươi tu vi cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn. Diệp Thần nghe được câu này, chính là phát hiện huyết long xông lên thương khung, cuốn lên mây đen, sau đó lại chợt đập rơi xuống. Phảng phất là dự định thoát khỏi trong thân thể u minh sông dài. Tiền bối, có thể có biện pháp phá vỡ u minh sông dài. Huyết thất dạ lắc đầu một cái, người ta không tiếc cháy máu tươi và tu vi tới giết ngươi, ngươi bây giờ tu vi muốn phá vỡ u minh sông dài nói dễ vậy sao? Bất quá, trên mình ngươi cũng có thế gian trí âm tồn tại. Đó chính là ngươi mi tâm vậy đạo Ma Châu. Vậy Ma Châu lực lượng có thể câu thông cửu U, cũng là cửu U Thí Thiên Thương lựa chọn ngươi nguyên nhân trọng yếu. Nói không chừng ngươi mi tâm lực lượng có thể hấp thu cái này U Minh sông dài. Chính là bây giờ, đi nhanh. Diệp Thần nghe được huyết thất dạ dồn dập thúc giục tiếng, không do dự nữa, ý niệm câu thông huyết long, lại là đi tới huyết long bên người, năm ngón tay trực tiếp vỗ tới huyết long trên thân hình. Hắn phát hiện huyết long thân thể cực kỳ lạnh như băng. Vậy U Minh chi sông tựa như vạn niên hàn băng vậy. Diệp Thần bất diệt lửa ngưng tụ lòng bàn tay, nhưng là phát hiện bất diệt lửa tại chỗ tắt. Có thể gặp uy lực. Huyết long, để cho ta lực lượng tiến vào ngươi thân thể. Diệp Thần lời nói rơi xuống, ấn đường chính là xuất hiện một đạo U Lam quang. Cái này quang cực kỳ giá rét, lại là ở Diệp Thần trên ấn đường hình thành một con mắt. Lạnh như băng, thực cốt, máu tanh, cửu u. Tựa như địa ngục mắt. Cuồn cuộn ma khí ngay tức thì bao gồm huyết long thân thể, và u minh sông dài quấn quanh với nhau. Thời khắc này Diệp Thần cảm giác rất phi diệu, hắn có thể cảm giác được mi tâm lực lượng chạm được u minh sông dài tựa hồ cực kỳ kích động. Sơ sót bây giờ, mi tâm địa ngục mắt đột nhiên co rúm một cái, vậy u minh sông dài giống như mất khống chế vậy. Trực tiếp bị một cổ lực lượng vô hình chiều ly liền đi ra. Cuồn cuộn u minh sông dài lại là chui vào Diệp Thần ấn đường. Vô tận ma khí chiếm đoạt hết thảy. Cựu trưởng lão thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Đáng chết, ta u minh sông dài. Tiểu súc sinh, ngươi đang làm gì? Nàng có thể cảm giác được rõ rệt u minh sông dài bị điên cuồng hấp thu. Nàng tu luyện đều là thành lập ở u minh sông dài trên, nếu như toàn bộ hấp thu. Nàng sau này làm sao còn đột phá? Đây là nàng bất chấp nguy hiểm tánh mạng lấy được cơ duyên à? Ngươi cho ta dừng tay. Cựu trưởng lão điên cuồng đến trình độ cao nhất, sắc mặt nàng lại là tái nhợt. Không để ý tới hết thảy, nàng nhìn về phía bên người ba vị trưởng lão, kích động nói, các ngươi hẳn biết U Minh sông dài đối với ta tầm quan trọng, thật sự định ngồi yên không để ý đến. Hôm nay bất cứ giá nào ta tới chịu đựng. Xin ba vị trưởng lão xem ở năm xưa giao tình trên, giúp ta giúp một tay. Ba vị trưởng lão cũng là chú ý tới Diệp Thần đang cướp đoạt U Minh sông dài, các nàng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi va chạm, hóa là một đạo xương máu bọc cửu trưởng lão toàn thân. Cửu trưởng lão khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, bây giờ nàng thực lực cơ hồ ở đế tôn cảnh trung kỳ. Người bình thường muốn dung chuyển căn bản không có tư cách. Trong mắt của nàng điên cuồng, quanh thân tản ra đỏ thẫm ánh sáng. Tựa như biến dạng hư không, đi tới Diệp Thần bên người. Tiểu súc sinh, còn muốn cướp đoạt ta U Minh sông dài, tự tìm cái chết. Khoảnh khắc bây giờ, thiên địa biến sắc phong vân biến ảo. Tựa như một phe này thiên địa, hoàn toàn bị thiết cắt đứt liên lạc. Biến hóa bất thình lình, để cho Diệp Thần lòng dạ ác độc tàn nhẫn run một cái.
hắn muốn ngừng hấp thu u minh sông dài, nhưng phát hiện mi tâm lực lượng căn bản không cho phép. Hắn không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cách nào đi đối kháng cửu trưởng lão. Cuồng bạo kiếm ý, cuộn sạch đầy trời kiếm khí, dường như muốn cầm Diệp Thần sống chiếm đoạt. Đáng chết! Diệp Thần con người cấp tốc co rút lại, lớn tiếng tê giống lên. Hắn có thể cảm giác được một kiếm này khủng bố. Nếu như bị đâm nhập thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cố nhiên luyện thể, nhưng là xa xa không có tư cách ngăn cản đế tôn cảnh chí cường nhất kích hà. Hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Tựa như đi đôi với một kiếm này rơi xuống, liền là biển sâu địa ngục. Kiếm này, liền phảng phất là vậy lưỡi hái tử thần, mở ra đi thông cửa địa ngục. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi đọng lại, hắn nhịn không được run. Đây có lẽ là Diệp Thần từ lúc sanh ra tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được cái này chờ sợ hãi. Chết, ngay tại lúc này Diệp Thần trước mặt. Mau dừng lại à. Diệp Thần gầm thét, nhưng phát hiện mi tâm Ma Châu không có phản ứng chút nào, còn đang hấp thụ u minh sông dài. Trời à. Diệp Thần trong lòng vô cùng tức giận. Cửu trưởng lão thấy Diệp Thần chết đến ập lên đầu lại còn không dừng lại, lạnh lùng cười, thật là không biết sống chết tiểu súc sinh. Chắc hẳn trên mình ngươi cơ duyên cũng không tệ, hôm nay liền toàn bộ thuộc về ta, cho ta chết. Kiếm ý bùng nổ, đâm rách hư không. Ngay tại kiếm phong phải rơi vào Diệp Thần tim một khắc kia, dị biến nổi lên. Chu vi 5 km mưa gió phun trào. Một đạo gió lớn từ chỗ sâu cuốn tới. Dừng tay. Một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, không chỉ cửu trưởng lão. Tất cả mọi người tại chỗ mặt liền biến sắc. Tông chủ xuất quan. Gió lớn cấp tốc tới, một người mặc bát quái trường bào bà cũng ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Hai ngón tay đưa ra, trực tiếp kẹp lấy cửu trưởng lão kiếm. Tất cả lực lượng, lúc này biến mất, tựa như bị một đoàn bọt biển hoàn toàn hấp thu. Cửu trưởng lão trợn to mắt mâu nhìn trước mặt ngăn trở người, thanh âm run rẩy, tông chủ, ngài làm sao đi ra? Ngài không phải đang bế quan sao? Cụ già hừ lạnh một tiếng, ta như nếu không ra, ta bố trí nghìn vạn năm đại cuộc sẽ bị ngươi cái phế vật này phá hư. Dứt lời, cụ già hai ngón tay lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Dễ như bỡn lực từ hai ngón tay lan tràn đi. Sắc sắc, trường kiếm trực tiếp hóa là bột, cuồng bạo đợt khí lại là hung hãn đập vào cửu trưởng lão trên thân hình. Không có dấu hiệu nào. Cửu trưởng lão khạc ra một ngụm máu tươi, bay ra ngoài, lại là hung hãn đập xuống đất. Cơ hồ trọng thương. Thấy một màn này, còn dư lại ba vị trưởng lão thậm chí còn chung quanh tất cả nữ đệ tử rối rít cúi đầu quỳ xuống. Bái kiến tông chủ. Cụ già không chút nào để ý tới, nàng nhìn một cái đang hấp thụ u minh sông dài Diệp Thần cùng với bàn tha ở quanh thân tả hữu huyết long, con người híp lại. Sau đó, chợt xoay người, hai tay chắp sau lưng. Thanh âm già nua rơi xuống. Bắt đầu từ hôm nay, cửu vân trưởng lão trực tiếp đuổi ra khỏi thánh thảo cốc, còn nữa, ngoài ra xuất thủ ba vị trưởng lão toàn bộ xuống cấp, tước đoạt trưởng lão quyền lợi. Lời này vừa nói ra, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng ai nghĩ tới tông chủ lại vì một cái người ngoài, trực tiếp đuổi cửu vân trưởng lão. Lại là cầm còn lại ba người thân phận xuống cấp. Phân phó xong hết thảy các thứ này. Ông già tròng mắt rơi vào Lạc trên mình, Lạc Nhi, người này là ngươi mang tới. Đúng vậy, sư phụ, ta chẳng qua là... Chấm, Lạc ánh mắt có chút bối rối, rất sợ trách cứ. Cụ già gật đầu một cái, tròng mắt vui vẻ yên tâm, Lạc Nhi, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ai như lại dám khi dễ ngươi, trực tiếp đuổi ra khỏi thánh thảo cốc. Trước đây, ta không dám đối với ngươi quá mức bảo vệ. Chính là sợ con bướm hiệu quả, hôm nay, vi sư phải đợi người rốt cuộc xuất hiện, không cần lại chiếu cố đến cái gì. Lạc nghe được câu này hốc mắt ướt át, kích động nói, sư phụ, Diệp tiên sinh thật là ngươi người muốn tìm. Cụ già ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, Diệp Thần mi tâm địa ngục mắt đã khép lại. U minh sông dài hoàn toàn bị hấp thu. Mặc dù Diệp Thần không biết như thế nào sử dụng. Nhưng là cái này u minh sông dài kết hợp mi tâm lực lượng tuyệt đối đáng sợ. Đủ để thành là hắn một đạo lá bài tẩy. Lão nhân cười cười, đối với Diệp Thần nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn gọi Diệp Thần đi,
trên mình ngươi không chỉ nắm trong tay một cái huyết long, hẳn còn nắm trong tay luân hồi đi. Nghe được câu này, Diệp Thần diễn cảm đột nhiên thay đổi sợ hãi. Cụ già biết hắn tên chữ không tính là quỷ dị. Quỷ dị chính là luân hồi hai chữ. Chẳng lẽ cái này cụ già biết luân hồi mộ địa? Giờ khắc này, Diệp Thần sinh ra sát ý. Luân hồi mộ địa là hắn lớn nhất bí mật, như vậy nghịch thiên vật nếu là bị cái này nhóm cường giả biết, tất nhiên tham lam. Bỏ mặc tránh tà, hắn phải bóp chết. Cụ già tự nhiên phát giác Diệp Thần sát ý, cười một tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi một chuyến bên trong, có chút nghi ngờ ta tự nhiên là ngươi tháo ra. Diệp Thần đem ý định giết người thu liếm, gật đầu một cái, được. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực muốn dung chuyển loại này tồn tại, căn bản không có thể. Cái này Lạc tiểu thư sư phụ tu vi có thể không đơn thuần đế tôn cảnh trung kỳ đơn giản như vậy. Cực kỳ nguy hiểm. 10 phút sau đó, hai người đi tới liền một nơi đại điện, cụ già cánh tay vung lên, cửa đóng lại, bên trong nhà lại là trận pháp phun trào. Thiên nhiên che đậy đại trận. Không chỉ cường giả không cách nào tra xem bên trong tình huống, liền cả thiên đạo cũng không có tư cách rình rập. Ra tay thật lớn. Cụ già híp mắt, cho Diệp Thần rót một ly trà, cánh tay vung lên, nước trà chính là trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đưa tay ra, trực tiếp cầm ly trà, nhấp một miếng, nói ngay vào điểm chính, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ta nghe Lạc nói, ngươi một mực ở chờ ta? Đây là Diệp Thần trong lòng lớn nhất nghi ngờ. Lão nhân cười cười, lòng bàn tay hướng về phía mặt đất tùy ý một chảo, trung ương đại điện mặt đất lại chấn động lên. Một giây kế tiếp, một khối đá bia bỗng nhiên xuất hiện. Nhô lên. Trên bia đá có khắc chữ viết cổ xưa và hình vẽ, Diệp Thần căn bản không biết. Nhưng là cái này không trọng yếu. Bởi vì bia đá vật liệu lại và luân hồi mộ địa mộ bia giống nhau như đúc. 13. Diệp Thần ngưng mắt nhìn vậy nhô lên bia đá. Bia đá phảng phất có một đạo ma lực thần kỳ, để cho Diệp Thần ánh mắt không cách nào di động. Dù là chữ viết và phía trên hình vẽ không nhận biết. Hắn có thể cảm giác được túi hòn đá nhỏ dường như muốn tránh thoát hết thảy bay ra ngoài. Luân hồi mộ địa những cái kia mộ bia cũng là chấn động lên. Hắn cơ hồ khẳng định, bia đá và luân hồi mộ địa có liên quan rất lớn. Cụ già tự nhiên phát giác Diệp Thần biểu tình nghi hoặc, đứng lên, có nhiều thú vị nói, xem ra tấm bia đá này ngươi vậy biết. Đúng rồi, nói lâu như vậy, ta còn không có tự giới thiệu mình đây, ngươi không phải thánh thảo cốc người, vậy không cần phải kêu ta tông chủ, ngươi tạm thời liền kêu ta nhược tiền bối. Diệp Thần sắc mặt không có chút ba động nào. Tại chưa có xác định đối phương thân phận trước, hắn tự nhiên sẽ không làm quen. Tấm bia đá này ngươi từ nơi nào được tới? Còn nữa, ngươi vì sao chờ ta? Nghe Lạc nói, ngươi chờ ta hơn ngàn năm. Ngàn năm trước, ta cũng không có ra đời, đùa gì thế? Đừng nói cho ta cái gì nghịch thiên thuật pháp. Ngươi nếu có cái này nghịch thiên thuật pháp, làm sao sẽ bị bao vây cái này huyết linh bí cảnh bên trong? Nhược tiền bối nghe được Diệp Thần vấn đề, sang sảng cười một tiếng, đối với Diệp Thần thái độ, không có chút nào không vui. Ngươi vấn đề rất tốt, ta tự nhiên sẽ trả lời ngươi. Thật ra thì hai ngươi vấn đề có thể nói là một cái vấn đề. Tấm bia đá này chính là ta xác định ngươi nguyên do lớn nhất, ngươi cảnh giới bây giờ và kinh nghiệm, hẳn không cách nào nhìn thấu chữ viết phía trên đi. Diệp Thần không nói gì, chờ đợi đối phương câu trả lời. Nhược tiền bối đi tới bia đá trước người, đầu ngón tay bước ra một giọt máu tươi, cái này chữ viết phía trên và hoa hạ có chút chênh lệch. Ngươi tự nhiên không nhận biết, bất quá, ta dùng một ít thủ đoạn, có thể để cho ngươi ngay tức thì rõ ràng phía trên chữ viết hàm nghĩa. Nói xong, nhược tiền bối đầu ngón tay máu tươi liền ở Diệp Thần trước mắt nhẹ nhàng lau một cái. Huyết quang bao trùm ở con ngươi bên trong. Diệp Thần kinh hãi phát hiện chữ viết phía trên lại bắt đầu biến hóa. Nguyên bản phong cách cổ xưa chữ viết lại cuối cùng hình thành hoa hạ chữ Hán. Mấu chốt chữ Hán trên. Lại hiện lên Diệp Thần, Ngự Long, Luân Hồi, Huyết Linh Tộc mấy chữ này. Hoặc giả là bởi vì thời gian trôi qua, phần lớn chữ viết đổi được không lành lặn không hoàn toàn. Diệp Thần cũng không thể đem đoạn văn này liên tiếp. Nhược tiền bối cầm bình trà lên, lại cho Diệp Thần rót một ly trà,
sau đó tiếp tục nói, ngươi bây giờ hẳn tin tưởng ta nói liền đi. Không phải ta lựa chọn ngươi, mà là cái này mộ bia lựa chọn ngươi. Thời đại thượng cổ, vực ngoại vẫn thạch rơi hướng trái đất, tổng cộng có 5 tấm bia đá rơi xuống. Một khối chính là ngươi bây giờ thấy tồn tại, còn như còn lại 4 khối, nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ nắm giữ một khối khác tung tích, còn như còn dư lại 3 khối, không biết là bởi vì thế lực ẩn núp vẫn là nguyên nhân gì, một mực yên lặng. Hoặc giả là rơi vào nơi nào đó biển sâu bên trong đi. Diệp Thần nghe được câu này, còn người có giúp một cái, theo bản năng nói, người nắm giữ một khối khác, phải cùng Côn Lôn hư Diệp gia có liên quan đi. Nhược Tiền Bối nghe được Diệp gia, diễn cảm cực kỳ dữ tợn, thậm chí có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, kinh ngạc biến mất, nàng bừng tỉnh hiểu ra nói, cũng đúng, ngươi liền họ Diệp, phỏng đoán ngươi chính là từ Côn Lôn hư Diệp gia tới. Biết chuyện này cũng không coi là kỳ quái. Diệp gia tấm bia đá kia thật giống như cường đại hơn, chỉ tiếc năm đó ta chạy tới Diệp gia sau đó, bia đá liền biến mất, nghe nói bị người chuyển hóa năng lượng, không biết là không phải nguyên nhân này. Diệp Thần cảm thụ túi hòn đá nhỏ tản ra năng lượng, khẽ mỉm cười. Phỏng đoán cái này 5 tọa bia đá có bất đồng thuộc tính, nhưng là trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là luân hồi mộ địa. Như không có mở luân hồi mộ địa, cũng không có hắn Diệp Thần ngày hôm nay. Ngươi để cho ta tới nơi này, chính là nói những chuyện này sao, ta đuổi thời gian, có lời nói mau, có dám mau thả. Nhược Tiền Bối nghe được Diệp Thần thúc giục, cười một tiếng, người tuổi trẻ, hỏa khí ngược lại là rất lớn. Ta ở nơi này huyết linh bí cảnh nán lại lâu như vậy, lại càng không tiếc thành lập thánh thảo cốc, chính là vì đối kháng trong này 6 vị huyết linh tộc cường giả. Những huyết linh này tộc cường giả có thể nói là tù binh, về phần tại sao không chém chết. Là bởi vì là huyết linh tộc trong cơ thể lực lượng và Côn Luân chúng ta giả người tu luyện không cùng. Huyết mạch của bọn họ cùng với lực lượng giống như là chúng ta bản thăng cấp, đây là tới từ bổn nguyên nghiền ép. Còn nữa, huyết linh tộc cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ phái người tới Côn Luân hư, mang đi 100 vị đế tôn cảnh cường giả. Mỗi một lần, đối với Côn Luân hư và trái đất mà nói, đều là trọng thương. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ, vô số lần trọng thương, cuối cùng chỉ để lại xuống chúng ta mấy vị cao cấp cường giả chấn giữ. Toàn bộ Côn Lôn hư tu luyện hoàn cảnh cũng là rơi vào mệt mỏi. Chúng ta so người bất kỳ đều biết, Côn Lôn hư sớm có một ngày sẽ bị huyết linh tộc chiếm đoạt, chỉ có tìm được huyết linh tộc nhược điểm, cùng với chống lại huyết linh tộc tồn tại, Côn Lôn hư mới có một đường sinh cơ. Ta ở chỗ này, và huyết linh tộc 6 người kia tiếp xúc vô số lần, lúc này mới hiểu bia đá chữ viết. Mà trên bia đá chữ viết thố lộ chính là phá vỡ huyết linh tộc duy nhất có thể. Hắn kêu Diệp Thần, điều khiển một cái 9 tầng trời huyết long. Ta một mực lấy là, cái này Diệp Thần là vực ngoại đại năng, cho đến có một ngày, ta đột nhiên đang suy nghĩ, có thể hay không cái này Diệp Thần bản thân liền ra đời ở Côn Lôn hư bên trong. Còn như còn dư lại ngươi hẳn biết, ngươi chính là ta một mực khổ khổ tìm kiếm ngươi. Diệp Thần nghe không thể tưởng tượng nổi. Hắn bây giờ thực lực bất quá là hư vương cảnh, huyết linh cảnh cường giả đối với hắn mà nói quá mức xa vời, hắn cũng không cho rằng hắn bây giờ có nghiền ép huyết linh tộc cường giả lực lượng. Hắn chân thực có chút không cách nào rõ ràng, vì sao tất cả mọi người đều coi trọng mình. Lại vì sao cầm đối kháng huyết linh tộc lớn mạnh như vậy tồn tại, đặt ở mình trên người một người. Chẳng lẽ chính là bởi vì luân hồi mộ địa? Luân hồi mộ địa trăm vị đại năng đều không cách nào dung chuyển huyết linh tộc, mà hắn một cái chỉ bất quá tới tuổi 20 thanh niên, thì có tư cách. Diệp Thần lắc đầu một cái, đem trong đầu ý tưởng vung tán. Bây giờ ngươi đến khi ta, tiếp theo muốn ta làm gì? Ta nói trước minh, ta không biết nghe ngươi ý kiến, đối kháng huyết linh tộc, ta có mình phương thức. Nhược Tiền Bối con ngươi híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói, ta muốn biết một chuyện, trên mình ngươi có phải hay không có vậy thượng cổ trong đại chiến biến mất đại năng tin tức? Không có, Diệp Thần nói thẳng. Nhược Tiền Bối như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói, được, cái vấn đề này ta không quan tâm, ta quan tâm hơn một cái vấn đề khác, 1 năm rưỡi sau đó, huyết linh tộc lần nữa hạ xuống Côn Lôn hư, ngươi có phải hay không dự định đi nơi đó? Chỉ riêng chém chết huyết linh tộc mấy vị trưởng lão căn bản không chỗ dùng chút nào, chỉ có tìm được huyết linh tộc người sau lưng,
mới có thể thay đổi bây giờ cách cục. Có một việc, ta không ngại tiết lộ cho ngươi, huyết linh tộc mạnh mẽ, xa xa không phải đế tôn cảnh có thể dung chuyển, nếu bia đá lựa chọn ngươi, tất nhiên có duyên phận do, ta hy vọng ngươi có thể mang tấm bia đá này hoàn toàn tiêu diệt huyết linh tộc, ngươi là ta duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Trước lúc này, ngươi phải đi gặp một người. Người này là thời đại thượng cổ duy nhất sống sót người kia, hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng huyết linh tộc. Nhiều năm như vậy, người này không biết là thật điên, vẫn là giả điên giả ngu, chính là vì tìm ra phá vỡ huyết linh tộc cường giả bí mật tồn tại, ta muốn hắn chắc có tung tích đi, chẳng qua là không biết hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Diệp Thần trong mắt như hàn tinh vậy lóe lên, người nói hẳn là Hàn Vân đi, Hàn gia lão tổ nghe nói cũng ở đây huyết linh bí cảnh trong. Nếu ngươi đối với huyết linh bí cảnh quen thuộc, sợ rằng tung tích của hắn ngươi cũng biết đi. Nhược Tiền Bối gật đầu một cái, lão nhân kia và ta có chút đồng thời xuất hiện, chỉ bất quá tính khí của người này cực kỳ cổ quái, trước một giây có thể bình tĩnh, sau một giây chính là điên cuồng, thậm chí có thể lạm sát kẻ vô tội, ta dùng thuật pháp tra xét nơi đó tình huống, lần này và ngươi cùng nhau tiến vào những cái kia Côn Lôn hư cường giả thời gian đầu tiên liền đã tìm được Hàn Vân. Chỉ tiếc phần lớn người đều chết ở Hàn Vân trên tay. Ngươi bây giờ còn dự định đi gặp hắn. Diệp Thần con ngươi vô cùng kiên định, hắn từ tiến vào huyết linh bí cảnh bắt đầu, liền không có lựa chọn. Còn như Hàn Vân nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Hắn cũng không cho rằng mình là thật sớm chết yểu mệnh. Nhược Tiền Bối từ Diệp Thần trong ánh mắt lấy được câu trả lời, được, ngươi nếu là bia đá xác định người, Hàn Vân cửa ải này dĩ nhiên là chạy không thoát. Ta đánh cuộc ngươi, có thể còn sống đi ra. Bất quá ở ngươi đi tìm Hàn Vân trước, ta muốn đưa ngươi một ít thứ, ngươi theo ta tới, những thứ này, vốn là thuộc về ngươi. Đây cũng là ta duy nhất có thể là Côn Lôn hư làm, ta đã già rồi, chỉ có thể trông nom cái này thánh thảo cốc, còn như đối mặt loại này cực độ tồn tại nguy hiểm, lực bất tòng tâm. Giang Sơn vẫn là phải các ngươi những người tuổi trẻ này, mới có thể đánh hạ. Nhược Tiền Bối thân thể còng lưng, hướng một mặt vách tường đi tới. Rất nhanh, chân nàng bước dừng lại, chậm rãi đưa tay ra, năm ngón tay đè ở vách tường một nơi hình vẽ trên. Khoảnh khắc gian, toàn bộ vách tường động, lại là hướng hai bên di động. Một cánh cửa đá trực tiếp hiện lên trước mắt. Diệp Thần thậm chí cảm giác được cửa đá bên trong, có so huyết linh bí cảnh còn kinh khủng hơn linh khí. Theo ta tới. Nhược Tiền Bối mang Diệp Thần xuyên qua một cái hành lang dài, đẩy ra cửa đá, chính là phát hiện bên trong có động thiên khác. Trung ương chi địa lại là một tòa thật to quảng trường. Trên quảng trường có mấy cái cao 5 mét cột đá trên yên lặng nằm 5 kiểu đồ. Nhược Tiền Bối đi tới tòa thứ nhất cột đá trước, 5 ngón tay dương ra, hơi khép lại, vậy thứ nhất cây cột đá trên một cái cặp chính là treo lơ lửng ở trước người của nàng. Như vậy lặp lại. Còn lại 4 cây trên cột đá phong ấn đồ cũng vững vàng rơi vào Diệp Thần trước người. 5 phong cách cổ xưa cái dương. Mặc dù không biết bên trong là cái gì, nhưng là đế tôn cảnh cường giả như vậy thận trọng bảo vệ, tuyệt đối không phải vật phàm. Ta phá giải liền trên bia đá một ít chữ viết, vậy hiểu được một ít thứ, những thứ này chắc đúng người hữu dụng. Nói xong, Nhược Tiền Bối cánh tay vừa nhấc, thứ một cái cặp trực tiếp mở ra. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, bên trong lại là một kiện kim quang lòe lòe kim lũ y. Kim lũ y mặt ngoài đường vân vẫn là chất liệu, cũng nghịch thiên đến mức tận cùng. Thậm chí bề ngoài còn có rất nhiều hơn trận pháp dấu vết. Những trận pháp này đều là thượng cổ trận pháp. Cái này quần áo ngươi mặc vào. Diệp Thần gật đầu một cái, nhận lấy kim lũ y, trực tiếp khoác lên người. Nháy mắt tức thì, quần áo chính là biến mất. Nhưng là Diệp Thần có thể chân chân thiết thiết cảm giác được trên mình che lấp một tầng bình phong che chở. Cái này bình phong che chở đủ để chống cự đế tôn cảnh cường giả nhất kích. Tiếp chiêu. Nhược Tiền Bối đột nhiên một chỉ điểm ra, đế tôn cảnh hơi thở bại lộ ra, lực lượng cuồng bạo trực thủ Diệp Thần chỗ hiểm. Diệp Thần muốn tránh căn bản không kịp, bởi vì hai người khoảng cách quá gần. Mấu chốt Diệp Thần đã xác định Nhược Tiền Bối và hắn không phải kẻ địch. Nào sẽ nghĩ tới đối phương sẽ xuất thủ. Đế tôn cảnh lực chỉ một cái rơi vào Diệp Thần trên ngực, huyết quang lượn lờ. Diệp Thần vốn cho là một kích này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Nhược Tiền Bối ngón tay ở chạm được mình nháy mắt,
Kim Lũ Y ánh sáng chớp mắt, uy áp cường đại trực tiếp biến mất, thay vào đó chỉ có thư thái. Nói cách khác, Kim Lũ Y là hắn ngăn cản một vị đế tôn cảnh cường giả đột nhiên nhất kích. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Bất quá Kim Lũ Y có lẽ bởi vì tiếp nhận nhất kích quá mức mạnh mẽ, dần dần hiển lộ thành hình. Chỉ bất quá, chói mắt màu vàng biến mất, cực kỳ ảm đạm. Nhược tiền bối, cái này Kim Lũ Y là hoàn toàn mất đi tác dụng. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Nếu như là duy nhất vật phẩm, vậy cũng quá đáng tiếc. Nhược tiền bối lắc đầu một cái, giải thích, người yên tâm, bảo bối này ta nhưng mà ở một tòa vạn năm trên tuyết sơn tìm được, cực kỳ chân quý. Nó mỗi 20 giờ liền sẽ tự nhiên dồi dào một lần. Chờ 20 giờ sau đó, người mặc thêm vào, sẽ gặp và mới vừa rồi như nhau, hắn chí ít có thể ngăn cản đế tôn cảnh trung kỳ cường giả nhất kích. Nhớ, là nhất kích nha, cái này có thể trình độ lớn nhất bảo vệ tánh mạng. Diệp Thần chắp tay một cái, cảm ơn Nhược Tiền Bối. Nhược Tiền Bối nhìn một cái Diệp Thần, cười nói, ngươi thái độ này thay đổi ngược lại để cho ta không thích ứng, ngươi vậy không cần cảm tạ ta, từ đầu tới cuối, ta cũng là vì mình, không phải là vì Côn Lôn Hư. Ta mang tông môn đệ tử sống tạm nơi này, bản thân chính là sợ biểu hiện. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, dù là bên ngoài Côn Lôn Hư bị san thành bình địa, ta có thể còn ở bên trong sống thật tốt. Ta đây là trốn tránh vấn đề biểu hiện. Sau đó, Nhược Tiền Bối lại là mở ra cái dương thứ hai. Làm cái dương thứ hai rời đi, Diệp Thần chính là phát hiện bên trong yên lặng nằm một tôn đan đỉnh. Trên tấm bia đá, nói người y đạo thông thần. Ta bây giờ mặc dù không nhìn ra manh mối gì, chắc hẳn đan đỉnh này đối với ngươi mà nói có rất lớn giá trị. Đan đỉnh này tên thành Thánh Cỏ Đỉnh, coi như là ta tông môn một món bảo vật. Ta đối với luyện đan không có hứng thú, liền đưa cho ngươi đi, hy vọng ngươi có đỉnh này, có thể càng cường đại hơn mình. Diệp Thần nhìn Thánh Cỏ Đỉnh, hô hấp dồn dập. Hắn đối với đan đỉnh quá hiểu, mà đây Nhược Tiền Bối Thánh Cỏ Đỉnh, phẩm cấp cao nghịch thiên. Nếu như dùng đan đỉnh này luyện đan, tỷ lệ thành công tối thiểu tăng lên là 20%. Diệp Thần thậm chí có chút mong đợi còn dư lại 3 cái dương. Nhưng là Nhược Tiền Bối nhưng là thật lâu không có lại mở ra, mà là đối với Diệp Thần nói, còn dư lại 3 cái dương, người bây giờ không nên mở ra. Ở người rơi vào nào đó tuyệt cảnh, cũng hoặc là cục hẳn phải chết hạ, lại mở ra. Ta có thể bảo đảm, cái này ít nhất có thể để cho ngươi sống sót. Nhược Tiền Bối coi như là cho Diệp Thần giữ lại 3 cái đường lui. Nàng rõ ràng Diệp Thần tầm quan trọng. Tuyệt không thể chết hiểu. Cố nhiên trước mắt nàng còn không thấy Diệp Thần có thể dung chuyển huyết linh tộc có thể, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng bia đá cho câu trả lời của nàng. Trên bia đá tiên đoán liền quá nhiều chuyện, đều nhất nhất ấn chứng. Lại là tiên đoán liền Diệp Thần bước vào huyết linh bí cảnh thời cơ. Nàng cũng không cho rằng đây là những cái kia đại năng đùa dai. Diệp Thần là chọn lựa duy nhất, cũng đáng được nàng mạo hiểm. Diệp Thần đem 3 cái dương thu vào luân hồi mộ địa, đối với Nhược Tiền Bối chắp tay một cái nói, Diệp Thần ở chỗ này cảm ơn Nhược Tiền Bối, trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Bất kể là Kim Lũ Y, vẫn là Thánh Cỏ Đỉnh, cũng hoặc là vậy còn lại 3 cái không mở ra cái dương. Đối với Diệp Thần mà nói, cũng quá chân quý. Hắn tự nhiên phải cảm tạ. Một người không thể nào bỗng dưng vô cớ cho hắn những thứ này. Nếu thật vô tư cho, đó chính là đứng ở đại nghĩa trên. Nhược Tiền Bối nhìn một cái Diệp Thần, đưa tay ra vỗ một cái Diệp Thần, người tuổi trẻ, người nếu thật phải cảm tạ ta, cũng không tiếc bất cứ giá nào còn sống, chỉ ít chống được 1,5 năm sau cuộc sống. Huyết linh bí cảnh mấy vị kia huyết linh tộc cường giả không tính là cái gì, chân chính uy hiếp là 1,5 năm sau đó. Nếu như 1,5 năm sau đó ra bất ngờ, có thể toàn bộ Côn Lôn Hư thậm chí còn trái đất, cũng sẽ xảy ra chuyện. Có một số việc ta không cần thiết nói nhiều, chờ đến ngày đó ngươi có lẽ liền biết ta lời của. Nếu như ngươi không có chống đỡ đến ngày đó, coi như là ông trời và ta khai trừ một cái thiên đại đùa giỡn đi. Tốt lắm, thời gian không nhiều lắm, ta đưa ngươi đi gặp Hàn Vân đi. Còn như có thể hay không thấy Hàn Vân, liền xem ngươi bản lãnh. Nhược Tiền Bối mang Diệp Thần rời đi mật thất, vách tường lần nữa khép lại, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó,
Nhược tiền bối đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Diệp Thần cười nói, ta đây là quên, có thể có một việc cần phiền toái ngươi. Diệp Thần có chút nghi ngờ, loại này đế tôn cảnh cường giả có cái gì có thể phiền toái hắn. Chỉ gặp Nhược tiền bối cánh tay nhẹ nhàng kéo một cái, cửa đại điện trực tiếp mở ra. Rồi sau đó, đứng ở ngoài cửa đi qua đi lại Lạc liền là xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt. Lạc, người đi vào. Lạc nghe được Nhược tiền bối thanh âm, thân thể mềm mại chấn động một cái, sau đó đi nhanh hướng đại điện, lại là quỳ ở Nhược tiền bối trước người, sư phụ, ngài có gì phân phó. Nhược tiền bối cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, Lạc, người đi theo vi sư vậy nhiều năm, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Bây giờ vi sư cho ngươi hai cái lựa chọn, thứ nhất, một mực ở bên người ta, quá trình này có thể là khô khan, nhưng là vô cùng an toàn. Thứ hai, ngươi và Diệp tiên sinh cùng chung rời đi. Ngươi không phải vẫn muốn biết mình thân thế sao, sợ rằng thế gian có thể tháo ra ngươi thân thế chi mê, chỉ có Diệp tiên sinh. Cho ngươi 5 phút thời gian cân nhắc. Bỏ mặc loại nào lựa chọn, ta cũng không có điều kiện tôn trọng ngươi. Lạc nghe được câu này, trong mắt trợn to, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng đi tới trên đời này chính là không cha không mẹ, nàng lúc nhỏ, bởi vì đan điền và nàng người không giống nhau, bị vô số người cười nhạo. Nàng cảm giác được mình là cái quái thai. Vô cùng xấu xí và buồn cười quái thai. Nàng tựa như nổi điên hướng sư phụ tìm kiếm mình thân thế. Nhưng là sư phụ nhưng chưa bao giờ cho nàng qua một hoàn chỉnh câu trả lời. Mà dưới mắt, sư phụ lại nói, cái này ngày hôm nay biết người đàn ông có thể cho nàng câu trả lời. Nàng có thể không kích động sao? Chỉ bất quá 10 giây thời gian, Lạc liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định quả quyết. Sư phụ, ta lựa chọn con đường thứ hai, ta nguyện ý đi theo Diệp tiên sinh chừng. Nhược tiền bối vui mừng gật đầu một cái, được, câu trả lời này vi sư rất hài lòng, bây giờ ngươi lui xuống trước đi, đi chuẩn bị một ít thứ đi, phỏng đoán lập tức phải lên đường. Sư phụ, chờ lua mở sau đó, Diệp Thần bất đắc dĩ cười nói, các ngươi liền không hỏi một chút ta ý kiến. Ta cũng không thích mang người khác lên đường, ta vô câu vô thúc chiều. Nhược tiền bối lắc đầu một cái, không cần hỏi, ngươi sẽ đáp ứng. Cái này bé gái đối với ngươi mà nói, tuyệt đối hữu dụng, nàng đối với dược liệu cực kỳ nhạy cảm, thiên phú luyện đan cũng hoặc là chế thuốc trình độ cũng có thể nói nghịch thiên. Cái này nha đầu quá mức đơn thuần, cũng nên có người mang nàng đi xem thế giới bên ngoài, ngươi là tốt nhất lựa chọn, ta cũng tin tưởng, ngươi có thể bảo vệ nàng. Dĩ nhiên, cái này không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, Lạc thân thế phải cùng huyết linh tộc có liên quan. Những lời này chậm rãi rơi xuống, nhưng lại như là một cái nặng ký trà giàn ở Diệp Thần trong lòng nổ vang. Lạc lại đến từ huyết linh tộc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, huyết linh tộc lại có một vị cuộc sống ở Côn Lôn Hư. Mấu chốt vẫn là một cái như này hiền lành đơn thuần nha đầu. Nhược tiền bối thở dài một hơi, chậm rãi nói cái này nha đầu vậy coi bói khổ, ban đầu ta phát hiện mẫu thân nàng thời điểm, nàng mẫu thân cơ hồ chết, không có khí tức. Từ nàng mẫu thân sau lưng xăm tới xem, hẳn là huyết linh tộc người, hơn nữa tự ăn mặc tới xem, ở huyết linh tộc, thân phận tuyệt đối không kém. Còn như tại sao lại xuất hiện ở Côn Lôn Hư, ta cũng không biết. Bởi vì tu luyện khác biệt, Lạc một mực bị người chung quanh làm quái thai, nàng không thích hợp tu luyện Côn Lôn Hư công pháp, thậm chí còn nàng thánh vương cảnh, cũng là ta dùng hết tất cả thủ đoạn tăng lên đi lên. Ta trói buộc nàng quá lâu. Nàng cũng không biết mình thân thế. Bởi vì nàng đối với huyết linh tộc hận thấu xương, ta một mực không dám nói cho hắn chân tướng. Chuyện này liền giao cho ngươi đi, hy vọng ngươi khỏe sinh đối với nàng, cho dù là cầm nàng làm nô tỳ cũng tốt. Nàng mặc dù trên mình chảy xuôi huyết linh tộc huyết mạch, nhưng là nàng thật rất hiền lành, và những cái kia tú sa Côn Lôn Hư huyết linh tộc cường giả so sánh, căn bản không phải người cùng một đường. Diệp Thần trong lòng khá là lộ vẻ xúc động, thậm chí có chút đau lòng Lạc. Hắn lại là đáp ứng, nhược tiền bối yên tâm, sau này ta sẽ đem Lạc làm muội muội mình, sẽ không để cho người bất kỳ khi dễ nàng, còn như nàng thân thế chi mê, đi một bước xem một bước đi. Bên ngoài đã truyền đến Lạc thanh âm, nhược tiền bối lại đơn độc cầm Lạc gọi tới một cái gian phòng, dặn dò mấy câu, chính là đối với Diệp Thần nói, những năm này,
ta ở huyết linh bí cảnh bày ra một ít không gian trận pháp, bây giờ, ta sẽ đưa các ngươi đi gặp Hàn Vân đi. Nói xong, Nhược Tiền bối chính là đi tới một nơi dáng vóc to trận bàn trên, ngón tay bắt pháp quyết, một giọt máu tươi bước ra. Dáng vóc to trận bàn ngay tức thì phát ra ánh sáng chói mắt. Lên đi! Diệp Thần và Lạc Chính là đi tới trận bàn trên, một giây kế tiếp, ánh sáng co rút lại. Diệp Thần chính là phát hiện không gian thật là nhớ vỡ ra vậy. Đảo mắt bây giờ, tia sáng chói mắt biến mất, Diệp Thần và Lạc lại là hai chân rơi xuống đất. Bọn họ lại đã tới một nơi dưới chân núi. Phía bên phải lại là đứng thẳng một khối đá bia. Trên tấm bia đá, chỉ có một chữ. Hàn. Già dặn có lực. Bọn họ lại có thể đi tới Hàn Vân chỗ chi địa. Xem ra Hàn Vân hẳn đang ở phụ cận, thấy ngươi không gian thuật pháp còn thật thần kỳ. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh, đối với Lạc nói. Lạc cười một tiếng, sư phụ nhiều năm như vậy một mực nghiên cứu loại vật này, bàn về thuật pháp, dù là Côn Lôn hư bên ngoài cũng không có người có thể và sư phụ như nhau. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Hàn Vân. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn nhìn một cái đỉnh núi, phát hiện hữu một tòa linh khí vòng quanh đạo quan. Sợ rằng đạo quan kia bên trong, chính là Hàn Vân. Đi thôi, Lạc, Diệp Thần nói. Lạc gật đầu một cái, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẹo đầu, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, người biết không biết cảm thấy là cái này cách gọi không được tự nhiên. Nếu không bắt đầu từ hôm nay, Lạc liền đổi thành các ngươi tên họ. Hãy cùng Diệp tiên sinh cùng nhau họ đi, kêu ta Diệp Lạc Nhi như thế nào. Đây cũng là sư phụ trước khi rời đi dặn dò, Diệp Lạc Nhi có lá dụng đồng âm, sư phụ nói, danh tự này liền đại biểu lá dụng về cội, tìm thân thế. Diệp Thần ngẩn ra, sâu đậm nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, đối phương ngây thơ hồn nhiên, nếu như biết trên người mình chảy xuôi huyết linh tộc máu, không biết là như thế nào tâm tình. Nhưng là dưới mắt điều bí mật này. Hắn phải là Diệp Lạc Nhi cất giữ. Được, sau này ngươi chính là Diệp Lạc Nhi. Hai người hướng đỉnh núi đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền ở trước mặt phát hiện rất nhiều người, trong những người này có mấy cái trước Diệp Thần còn gặp qua mấy lần. Đều là từ Hàn gia chi địa tiến vào bí cảnh các loại thiên tài. Bất đắc dĩ, Diệp Thần lấy ra Diệp Thí Thiên mặt nạ, trực tiếp đeo lên. Dẫu sao tiến vào huyết linh bí cảnh người là Diệp Thí Thiên. Mà không phải là Diệp Thần. Cái này có thể bớt đi một ít cần thiết phiền toái. Chờ thấy Hàn Vân sau đó, hắn liền dự định và Diệp Lạc Nhi đi tìm Mạc Ninh và Diệp Lăng Thiên hội hợp. Diệp Lạc Nhi mặc dù nghi ngờ Diệp Thần tại sao đeo lên mặt nạ, nhưng vậy không có nói gì, lấy Diệp Thần thực lực, che đậy mặt mũi vậy coi là bình thường. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi đi tới đỉnh núi vùng lân cận, bốn bề đều là hạ trại. Thậm chí còn có một ít đang cháy đống lửa. Cơ hồ mỗi một nơi xó xỉnh đều bị những cường giả này chiếm đoạt. Những người này trong mắt một mực chú ý một cánh cửa. Kính sợ, mong đợi, phức tạp, các loại tâm trạng đều ở đây trong mắt bên trong. Chắc hẳn đám người này đều ở đây chờ Hàn Vân xuất hiện. Bất quá vậy có không ít người chú ý tới Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi, bọn họ chán bây giờ có chút không tốt. Dẫu sao bọn họ đều là tới từ tất cả đại đỉnh cấp tông môn và Côn Lôn hư quyền thế gia tộc. Ở nơi này huyết linh bí cảnh chỉ có hai loại người. Một loại chính là mang cao nhất quang vinh quang minh chánh đại đi vào huyết linh bí cảnh thiên tài con em. Một loại khác chính là không quyền không thế hèn mọn tán tu. Loại người thứ nhất cơ hồ đều biết nhau, dẫu sao là cùng chung tiến vào huyết linh bí cảnh đã lâu. Còn như không nhận biết. Bọn họ muốn đều không muốn chính là những cái kia hèn mọn tán tu. Mà giờ khắc này, bọn họ nhìn Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi ánh mắt đều là trên cao nhìn xuống. Mặc dù phát hiện không được mang mặt nạ Diệp Thần tu vi, nhưng là Diệp Lạc Nhi tu vi vẫn là tùy tiện có thể kiểm tra. Thánh vương cảnh. Tại chỗ phần lớn đều là hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh, thậm chí có thể còn có đế tôn cảnh thiên tài. Thánh vương cảnh ở bọn họ trong mắt và rác dưới không có gì khác biệt. Diệp Thần đối với những ánh mắt này thấy có lạ hay không, không nói gì, nhưng là Diệp Lạc Nhi nhưng là có chút không thoải mái. Diệp tiên sinh, tại sao đám người này ánh mắt để cho ta như thế chăng thoải mái? Vẫn là nói bên ngoài người đàn ông đều là như vậy. Diệp Thần không dự định gây chuyện, liền nói,
không cần để ý tới biết, những người này bất quá là nhìn mình thanh cao tồn tại. Thì ra là như vậy. Diệp Lạc Nhi khẽ gật đầu lô, vậy Diệp tiên sinh, chúng ta tiếp theo nên làm gì, ở chỗ này các loại, hay là trực tiếp đi vào? Diệp Thần nhìn một cái vậy cánh cửa, hoàn toàn rộng mở, hắn cũng không hiểu tại sao không có ai bước vào. Chẳng lẽ có trận pháp? Chúng ta đi lên xem. Được. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi chính là hướng cửa đi, nhưng là còn chưa đến gần cửa, chính là bị hai người thanh niên ngăn trở. Thanh niên mặc trên người trước sang trọng hoa lệ quần áo trang sức, ngực có một cái hình vẽ. Nếu như Diệp Thần nhớ không lầm hẳn là Lăng Hải Tông đệ tử. Lăng Hải Tông ở Côn Lôn Hư cũng coi là cấp 1 trong những thế lực, và kỳ tư Thanh Thiên Lam Tông không có quá nhiều chênh lệch. Nếu như phải nói thế lực cao cấp vậy coi là lên. Hai người ngăn ở Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi trước người, hiển nhiên là không dự định để cho bọn họ đã qua. Diệp Thần nhíu mày một cái, có ý gì? Lăng Hải Tông hai vị đệ tử nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, các ngươi hai cái tán tu lại có thể hỏi có ý gì? Chẳng lẽ không biết nơi này quy củ? Nói xong, một cái trong đó Lăng Hải Tông đệ tử lại còn chỉ liền chỉ xa xa một tấm gỗ bài. Cái đó chính là lý do, chẳng lẽ ngươi mù mắt không được? Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi theo ngón tay phương hướng tự nhiên chú ý tới trên tấm bảng gỗ chữ viết. Tán tu không được bước vào. Thật đơn giản mấy chữ, chính là lộ ra một cổ cao cao tại thượng. Một cái trong đó Lăng Hải Tông đệ tử tiếp tục nói, bây giờ hẳn hiểu chưa? Diệp Lạc Nhi kia bị người đối đãi như vậy qua, nàng vốn cho là người bên ngoài đều là xem Diệp Thần vậy, lại không nghĩ rằng những thứ này như vậy ghét. Tán tu. Diệp tiên sinh chẳng lẽ chính là tán tu? Nàng một bước ra, chất vấn các ngươi một đám người ngoại lai. Nơi đây cũng không phải là các ngươi mở ra, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tiến vào. Người ngoại lai. Vậy Lăng Hải Tông đệ tử ngẩn ra, chợt mới nói, cô gái nhỏ, ngươi chính là Thánh Vương Cảnh liền nói với ta như vậy nói, ngươi có thể biết ta Hầu Dũng ở Thương Khung Bảng là nhiều ít tên. Diệp Lạc Nhi tự nhiên không biết ngoại giới Thương Khung Bảng, ưỡn ngực, khá là tức giận nói, ta bất kể ngươi ở chó má Thương Khung Bảng nhiều ít tên, hai người các ngươi bây giờ tránh ra. Nếu không ta và Diệp tiên sinh tuyệt đối không tha các ngươi. Hầu Dũng và một vị khác Lăng Hải Tông đệ tử nghe được Diệp Lạc Nhi lại như vậy giọng, kinh ngạc mấy phần, sau đó ánh mắt tham lam rơi vào Diệp Lạc Nhi trên ngực. Mấy ngày nay, ở huyết linh bí cảnh bên trong, bọn họ một mực canh giữ ở chỗ này, cũng coi là cấm dục hồi lâu. Dẫu sao ở chỗ này hạ trại người khác, năng lượng sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Bọn họ tự nhiên không thể nào phát sinh cái gì. Bây giờ thấy một người vóc dáng và dung mạo coi như không tệ tán tu, ngược lại là gợi lên trong lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Hầu Dũng thô bỉ cười một tiếng, cô gái nhỏ, bất quá người muốn bước vào, dĩ nhiên cũng có thể, chỉ cần ngươi thành là ta Hầu Dũng người phụ nữ, ngươi coi như thoát khỏi tán tu chức vụ, vậy quy tắc tự nhiên không cách nào hạn chế ngươi. Hầu Dũng vừa nói, thậm chí một bên đưa tay ra hướng Diệp Lạc Nhi đầy đặn chỗ đi, Diệp Lạc Nhi đã sớm nhìn thấu, trong con ngươi cháy ra một tia lửa giận. Nàng có từng nhận như vậy nhẹ mỏng. Năm ngón tay linh khí vần quanh, một đạo phù văn trực tiếp bóp vỡ, lại là hóa là một cây ngân châm, trực tiếp không vào Hầu Dũng lòng bàn tay. Một giây kế tiếp, Hầu Dũng chính là tròng mắt trợn to, bởi vì hắn phát hiện mình toàn bộ cánh tay lại đột nhiên sưng lên. Thậm chí dần dần biến thành màu đen. Hắn dùng linh khí hội tụ, muốn xông phá trên người ngân châm, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Phải biết Diệp Lạc Nhi ở Thánh Thảo Cốc có thể không đơn thuần là bồi dưỡng thảo dược. Là thuốc ba điểm độc. Nàng đối với độc dược chắc chắn hơn nữa đáng sợ. Mà mới vừa rồi bắn ra ngân châm bên trong liền là có một loại Thánh Thảo Cốc có 102 độc dược, Thiên Hàn Thảo. Thiên Hàn Thảo một giọt chất lỏng. Liền có thể để cho người tu luyện phế bỏ một cánh tay. Thậm chí số lượng nhiều, còn có thể giết người tại vô hình. Hầu Dũng cảm nhận được cánh tay độc tính càng phát ra lan tràn, toàn thân đều có chút cứng ngắc. Hắn không do dự nữa, hốt hoảng lấy ra một viên thuốc, trực tiếp ăn vào. Nhưng là độc tính căn bản không có chậm tách ra. Hắn chợt ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lạc Nhi, số bà nương, ngươi cho lão tử xuống cái gì độc. Diệp Lạc Nhi hai tay ôm ngực, có nhiều thú vị nói, ta khuyên ngươi bây giờ chặt đứt cây kia cánh tay,
nếu không độc tính lan tràn toàn thân, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Hầu Dũng sắc mặt đại biến, nổi giận nói, số bà nương, giải dược ở đâu? Mau cho ta. Xin lỗi, giải dược ta coi như cho chó ăn, cũng không cho ngươi. Diệp Lạc Nhi cố nhiên đơn thuần, nhưng là tính cách nhưng là rất mãnh liệt. Cái này hai người để cho nàng vô cùng khó chịu, nàng làm sao có thể nhẹ nói thả qua. Tự tìm cái chết. Hầu Dũng cũng không muốn chết ở tán tu trong tay, một cái tay khác sử dụng một thanh trường kiếm, hư vương cảnh lực bao trùm toàn thân. Một kiếm đi. Nếu ngươi muốn ta một cái tay, ta hôm nay trước hết chặt đứt ngươi một cái tay. Cuồng phong vũ động. Hư vương cảnh lực lượng, lại là mang tức giận, uy lực cực kỳ khủng bố. Kiếm ý quá nhanh, thậm chí như điện chớp. Thánh vương cảnh Diệp Lạc Nhi ở độc dược và thảo dược lãnh vực, bước vào đỉnh cấp, nhưng là bàn về thực lực, nàng quả thật không chịu nổi một kích. Dẫu sao nàng chân chính cần là huyết linh tộc công pháp, mà không phải là côn lôn hư công pháp. Mắt xem kiếm ý muốn rơi xuống, Diệp Lạc Nhi hoa dung thất sắc, thậm chí lui về phía sau mấy bước. Một kiếm này, nàng định trước không cách nào chống lại. Chung quanh những thiên tài kia đệ tử đối mặt Lăng Hải Tông Hầu Dũng đối với tán tu động thủ, vô cùng hờ hững. Bọn họ ở nơi này chờ nhiều ngày, đã sớm thói quen liền chém giết. Huống chi tán tu mệnh bản thân chính là hèn mọn, giết thì đã có sao. Cho tới toàn bộ quá trình, không có ai hơn liếc mắt nhìn. Mắt xem một kiếm thì phải đâm vào, Hầu Dũng trong mắt tràn đầy điên cuồng. Nhưng là ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Một đạo từ tính thanh âm ở hắn vang lên bên tai. Động người ta, có phải hay không qua? Hầu Dũng ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp, chính là thấy được xuất hiện trước mặt một cái tay. Năm ngón tay dương ra, rồi sau đó bỗng nhiên khép lại. Sau đó, kiếm hắn dừng lại. Hết thảy lực lượng tựa như biến mất. Làm sao có thể? Hắn đối với kiếm ý của mình vô cùng tự tin, nhưng là bây giờ... Nhưng là bị một cái tán tu bằng vào một cái tay tiếp nhận. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì? Hắn lúc này mới chú ý tới mang mặt nạ Diệp Thần, hắn phản ứng đầu tiên là quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Tán tu, mặt nạ, như vậy lực lượng. Chỉ có một người. Diệp Thí Thiên. Ngươi là Diệp Thí Thiên. Hầu Dũng tròng mắt trợn to. Nhưng là Diệp Thần không có chút nào lý biết, hắn có nhiều thú vị nhìn Diệp Lạc Nhi, hiếu kỳ nói, ngươi hy vọng hắn còn sống sao? Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái. Được. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, lòng bàn tay lực lượng ầm ầm bùng nổ. Một giây kế tiếp, Hầu Dũng linh kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo đợt khí lại là rất miễn cưỡng đem Hầu Dũng đánh bay ra ngoài. Hắn thân thể hung hãn đập mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt tái nhợt Hầu Dũng còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thần hai ngón tay kẹp lấy một khối linh kiếm mảnh vỡ. Trực tiếp bắn ra. Đối mặt Diệp Thần cái này cưỡng ép rơi xuống mảnh vỡ, Hầu Dũng sợ hãi. Hắn rất rõ ràng, mình đã không cách nào ngăn cản. Nguy cơ tử vong, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong một cái chớp mắt này, tựa như vạn năm. Vô số ý niệm, từ Hầu Dũng trong đầu thoáng qua. Chờ đợi chết thời gian qua được vô cùng chậm chạp. Sư huynh, mau giúp ta. Hầu Dũng không để ý tới hết thảy, liền vội vàng kéo lại liền bên cạnh thanh niên. Thanh niên kia cũng là hoàn toàn kịp phản ứng, mới vừa muốn động thủ, nhưng là phát hiện không còn kịp rồi. Dừng tay. Mảnh vỡ quá nhanh. Quanh thân lại là bọc cuồng bạo lôi hồ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chết đem Hầu Dũng bao phủ. Rào rào. Sẽ ở đó tiếng kinh hô chính giữa, ở Hầu Dũng tiếng gầm gừ chính giữa, mảnh vỡ qua, trời đất phảng phất chia ra. Phốc suy. Diệp Thần dư quang tự nhiên thấy được một đạo thân ảnh vọt tới, muốn ngăn trở mình. Mà đây chốc lát, nhưng là đủ để cho Diệp Thần làm rất nhiều. Nặng nề xuyên thấu tiếng chính giữa máu tươi phiêu sái. Đầy trời mềm mại máu tươi, hướng phương xa bắn tới. À à à. Hầu Dũng gọi đau khổ tột cùng. Ở thời khắc quan trọng nhất, ở sống chết một đường bây giờ, Hầu Dũng vẫn là bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm ra phản ứng. Hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, hắn cưỡng ép sử dụng một quả lá bài tẩy. Là một quả linh thuẫn. Đây là sư phụ cho hắn một đạo lực lượng.
Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, không đủ để cho Hầu Dũng thi triển ra toàn lực. Tấm thuẫn bị đánh bay, Hầu Dũng tránh được chỗ hiểm. Phịch! Cho đến chỉ chốc lát sau, huyết vụ đầy trời chính giữa, Hầu Dũng thân thể hung hăng đập xuống ở cửa bên bờ. Phịch! Cùng lúc đó, một hồi nặng nề biến dạng tiếng truyền tới. Một cái người đàn ông trung niên nhưng là xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Nhìn như tướng mạo xấu xí, nhưng là, thực lực sâu không lường được. Nhìn một cái xa xa ngã ở trong vũng máu Hầu Dũng, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Hiển nhiên, bây giờ muốn nếu lại giết Hầu Dũng, là không thể nào. Người trước mặt, chỉ sợ không biết cho phép, xa xa không ngừng đến gần cường giả lại càng không biết cho phép. Mình thành tựu tán tu, bị thương những người này, sợ rằng hôm nay đừng nghĩ chết yên lành. Nhìn ngã ở vũng máu bên trong, rơi vào hôn mê Hầu Dũng, người đàn ông trung niên nhíu mày một cái. Ngươi có biết chuyện này giá phải trả, ngươi thành tựu tán tu lại vẫn muốn ở chỗ này giết người. Người đàn ông trung niên thanh âm cực kỳ băng hàn. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho Hàn tiền bối không vui, trước mấy ngày Hàn tiền bối chính là bởi vì bên ngoài máu, đại phát lôi đình, hôm nay ngươi có thể biết gây thành đại họa. Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không biết, vậy không muốn biết. Người đàn ông trung niên sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Xem ra ngươi là cảm giác được mình không sai. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói, ngươi cũng là Lăng Hải Tông người. Nếu như khó chịu, ta không ngại đem ngươi xóa đi. Lời này vừa nói ra, cả thế giới yên lặng lại. Ai cũng không nghĩ ra Diệp Thần lại như vậy miệng ra cuồng ngôn. Trước mặt người đàn ông trung niên không phải người khác, mà là Hàn Vân bên người người làm. Cũng là chỉ có thể tiến vào bên trong thời cơ à. Người đàn ông trung niên hiển nhiên không ngờ tới cái này mang mặt nạ thần bí thanh niên sẽ là loại giọng nói này. Hắn đi theo Hàn Vân tiến vào huyết linh bí cảnh hồi lâu, vẫn là lần đầu tiên nghe có người biết thật đối với mình nói như vậy. Mấy ngày nay, người bên cạnh hắn cái nào không phải cậy thế mình. Mỗi lần bước ra cánh cửa này, những cái kia côn lôn hư thiên tài đệ tử chính là đưa linh bảo và tốt nói tán dương. Nhưng hôm nay đối chọi tương đối gay gắt, vẫn là một lần đầu. Ngươi không nhận biết ta. Người đàn ông trung niên có nhiều thú vị nói. Diệp Thần vẫn không nói gì, Diệp Lạc Nhi chính là ưỡn ngực, chống nạnh nói, ngươi coi là cái gì? Tại sao Diệp tiên sinh muốn biết ngươi? Diệp tiên sinh. Người đàn ông trung niên nhíu mày một cái, hắn cũng biết một ít ngày mới chi đệ, nhưng là họ Diệp nhưng là ít chi lại càng ít. Mới vừa rồi hắn linh thức phóng thích mở. Cũng biết tại chỗ nhiều người như vậy tựa hồ đối với cái này mặt nạ thanh niên không quá thân thiện. Thật chẳng lẽ là tán tu? Phải biết cái này mấy ngày, đúng là có tán tu mộ danh tới, nhưng là kết quả cuối cùng đều giống nhau. Đám người này hoặc là chính là bị vô tình làm nhục, hoặc là chính là chết nơi này. Võ đạo tàn khốc, vẫn luôn là như vậy. Thực lực không đủ, công khai khiêu chiến uy tín, quay đầu lại còn biết một con đường chết. Bất quá hắn cũng không khả năng đối với tán tu ra tay nghiền ép, cái này quá hết mình thân phận. Người đàn ông trung niên nhìn một cái Diệp Thần, sau đó đưa tay ra, chỉ người bị thương nặng Hầu Dũng, nói, thằng nhóc, có một số việc, ta cũng không phải làm quá mức, ngươi lau sạch trên cửa máu tươi, sau đó cùng cái đó bị thương người nói lời xin lỗi, ta có thể làm chuyện này chưa có phát sinh qua. Hầu Dũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắn tự nhiên nghe được người đàn ông trung niên nói chuyện cho hắn, trong mắt vui mừng, cố nhiên hắn bây giờ thương tích quá nặng và chật vật, nhưng là có người đàn ông trung niên ở đây, chính là đại biểu hắn ở chỗ này đứng ở chỗ bất bại. Vậy mang mặt nạ Diệp Thí Thiên muốn động hắn, căn bản không có thể. Hắn không để ý trên người biến dạng đau đớn cảm giác, chật vật đứng lên, đối với người đàn ông trung niên nói, cảm ơn tiền bối ra tay. Hầu Dũng vô cùng cảm kích. Người đàn ông trung niên không chút nào lý biết, Hầu Dũng ngay tức thì cảm giác lúng túng có chút không xuống đài được. Hắn ánh mắt chỉ có thể bắn về phía Diệp Thần, tức giận bùng nổ, tiểu xúc sinh, ngươi chính là tán tu, cho dù thực lực rất mạnh, nhưng là lại dám đối với tiền bối bất kính. Ngươi có thể biết tiền bối này là lai lịch gì? Hắn là người vĩnh viễn vậy không đắc tội nổi tồn tại. Diệp Thần nhìn lướt qua Hầu Dũng, hắn có thể cảm giác được trong mắt đối phương sát ý. Bất kể như thế nào, loại rác dưới này hắn ngày hôm nay phải xử lý sạch sẽ.
đem hết thảy uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong là hắn trước sau như một cách làm. Hắn một bước bước ra, chắn Diệp Lạc Nhi trước người, sau đó ánh mắt bắn về phía người đàn ông trung niên, gần từng chữ, ngươi muốn đảm bảo hắn. Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, ta bỏ mặc ngươi là tán tu hay là đến từ cái gì cao cấp tông môn, đến huyết linh bí cảnh thì nhất định phải tuân thủ huyết linh bí cảnh quy củ, hàn tiền bối phủ đệ, người bất kỳ cũng không có tư cách quấy rầy. Ngươi hẳn vui mừng hàn tiền bối đang bế quan, nếu như đổi thành bình thường, người bao quát nơi này tất cả mọi người đều đã thành là thi thể lạnh như băng. Hôm nay có ta ở đây, ta liền không cho phép ngươi giết người. Hầu Dũng cũng là cười nhạt, tựa như chấp trưởng hết thảy, Diệp Thí Thiên, ta biết Côn Lôn hư lời đồn đãi ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi thật cảm thấy ở chỗ này, còn có nói chuyện tư cách. Ta khuyên ngươi, Hầu Dũng lời còn chưa nói hết, Diệp Thần vậy thanh âm đạm mạc nhưng tựa như sấm lúc này nổ vang. Om sòm, ta Diệp Thí Thiên muốn giết người, cho tới bây giờ không có tư cách đứng. Lời này một nơi, người đàn ông trung niên, Hầu Dũng, thậm chí còn tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt đại biến. Nói hết rồi như vậy rõ ràng, tên này lại vẫn muốn động thủ. Người đàn ông trung niên cũng là phát hiện Diệp Thần giơ tay lên tư thế, con người có giúp một cái, trong tay ngay tức thì sử dụng một thanh trường kiếm. Trường kiếm mang lạnh như băng lưu quang, tựa như chuyển kiếp thời không, hướng Diệp Thần đi. Thằng nhóc, thật là to gan, lại dám làm nghịch ta ý nghĩa. Người đàn ông trung niên hoàn toàn nổi giận. Hắn khinh thường đối với Diệp Thần ra tay, nhưng là thằng nhóc này lại hết lần này lần khác khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Bất kể như thế nào, Hầu Dũng, hắn hôm nay phải đảm bảo. Diệp Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được sắc bén cắn nuốt, hắn con người đông lại một cái, cửu U Thí Thiên Thương trực tiếp cầm ở lòng bàn tay. Lại là không có dấu hiệu nào hướng trường kiếm đâm tới. Đinh! Hai đạo lực lượng trực tiếp ở trong không khí va chạm, lại là cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Người đàn ông trung niên cảm nhận được vô tận ma khí tựa như cắn nuốt kiếm hắn, giờ khắc này, sắc mặt hắn đại biến. Lại là kinh hô thành tiếng, người của ma tộc. Ngươi lại là người của ma tộc. Chợt, người đàn ông trung niên thu hồi lòng khinh thị, trong tay linh kiếm chợt một chuyển, một đạo máu đỏ ánh sáng vần quanh ở thân kiếm, tựa như biến dạng đêm tối tia chớp. Hướng Diệp Thần đầu lâu chém tới. Ở hắn trong mắt, người của ma tộc, tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, vô cùng hậu hoạn. Mắt xem một kiếm thì phải chém xuống, xa xa bị thương Hầu Dũng trong mắt kích động đến mức tận cùng. Hắn ước gì Diệp Thí Thiên chết. Tiểu súc sinh, dù là ngươi ở Côn Lôn hư rất nhiều trong tông môn danh tiếng rất lớn, vậy thì như thế nào? Đây là đang huyết linh bí cảnh, thực lực chính là duy nhất quy tắc. Người đắc tội tiền bối, nhất định chính là ở tự tìm cái chết. Diệp Lạc Nhi cũng là cảm nhận được người đàn ông trung niên cường thế, nàng cũng không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện, kinh hô thành tiếng, Diệp tiên sinh, cẩn thận. Diệp Thần gật đầu một cái, năm ngón tay giương ra, cửu U Thí Thiên Thương ngay tức thì vặn vẹo, lại là tựa như linh xà quấn quanh ở người đàn ông trung niên kiếm. Cường đại kiếm thế, ngay tức thì bị cửu U Thí Thiên Thương chung quanh ma khí chiếm đoạt. Rằng co không nghỉ, người đàn ông trung niên lúc này mới phát hiện Diệp Thần trong tay cửu U Thí Thiên Thương cổ quái. Đây là cái gì vũ khí, lại có thể tùy ý hóa hình? Chẳng lẽ tới từ thượng cổ? Lời nói còn không có rơi xuống, Diệp Thần khác một cái tay không, nhưng là xuất hiện một cây ngân châm. Ta trên tay là vũ khí gì, không cần ngươi quan tâm. Ngươi duy nhất phải làm, chính là nhìn tận mắt ta giết ngươi muốn đảm bảo ngươi. Ta Diệp Thí Thiên muốn giết người, từ không người nào có thể bình yên vô sự sống sót. Dứt lời, Diệp Thần ngân châm trong tay trực tiếp bắn đi ra ngoài. Thấy một màn này, người đàn ông trung niên con người xúc tới cực điểm. Hắn đạo nguyên cảnh khí thế nhảy lên tới đỉnh cấp, muốn lấy khí ngăn trở hết thảy, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Ngân châm vạch qua tay hắn, chung quanh thiên địa linh khí tựa như bị ngân châm này hấp thu. Ngân châm ngay tức thì mở rộng, lại là hóa là một chuôi trường thương, phá vỡ hư không. Đi tới Hầu Dũng trước mặt. Cường đại kinh khí lại là tại chỗ đem người đàn ông trung niên đẩy lui hết mấy bước, hắn diễn cảm càng phát ra dữ tợn. Lần nữa kinh hô thành tiếng, thần y thuật, thằng nhóc này lại vẫn tinh thông thần y thuật.
mà xa xa Hầu Dũng tự nhiên cảm giác được ngân châm hóa thành trường thương xuất hiện ở mình trước mặt, hắn diễn cảm cơ hồ là hoảng sợ. Bản liền trọng thương, bây giờ muốn tránh căn bản không có thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tử thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc suy, một tiếng, trường thương xuyên qua hắn ấn đường, vậy hoảng sợ đầu lâu trực tiếp nổ tung. Thân thể cũng là hóa là một đạo xương máu. Lần này càng phát ra nghiêm trọng, không chỉ cửa, chung quanh màu trắng tường cao cũng là hóa là một mảnh màu máu. Nếu là bị Hàn Vân tiền bối biết chuyện này, đây cũng không phải là có thể hay không sống vấn đề. Mà là tất cả mọi người tại chỗ cũng phải chịu đựng một vị cường giả vô tận tức giận. Người đàn ông trung niên diễn cảm tựa như gặp quỷ, trong lòng lại là lộp bộp một chút. Hắn biết, có một số việc không cách nào chết yên lành. Thằng nhóc này không chỉ giết Lăng Hải Tông thiên tài đệ tử, lại là dính Hàn Vân tiền bối cửa vào. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí còn tâm thần của mọi người đều bị cùng nhau động lại. Những cái kia tiến vào nơi này Côn Lôn hư thiên tài, đầu tiên là chấn động, rồi sau đó chính là nổi nóng. Bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy, chính là hy vọng và Hàn Vân tiền bối kết thiện duyên. Dẫu sao Hàn Vân nhưng mà triệt triệt để thượng cổ đại năng. Toàn bộ Côn Lôn hư không có ai biết Hàn Vân tiền bối rốt cuộc cái gì tu vi. Nhưng là ở thương khung bảng lên hạng, nhưng là đủ để cho tất cả mọi người tại chỗ ngửa mặt trông lên. Cùng thời khắc đó, cả vùng chấn động lên. Cách đó không xa một tòa kiến trúc trên, lại vô số sấm sét từ trên trời hạ xuống. Liền tựa như cái gì ngủ say đồ muốn tỉnh lại vậy. Dị tượng làm động tới tại chỗ mỗi một người nội tâm. Không tốt. Người đàn ông trung niên thấy dị tượng như thế, hơi biến sắc mặt, đây là Hàn Vân tiền bối phải ra quan dấu hiệu. Hắn vốn cho là Hàn Vân tiền bối còn muốn bế quan đại khái một tháng, lại không nghĩ rằng lần này lại nhanh như vậy. Đáng chết! Nếu là bị Hàn Vân tiền bối thấy lối vào hết thảy, tất cả mọi người tại chỗ đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Người đàn ông trung niên nhanh chóng hướng cửa vào đi, hắn duy nhất có thể làm chính là trì hoãn ở. Làm bước vào cửa vào nháy mắt, hắn nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, lại là xoay người, lạnh như băng con ngươi sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, sau đó lại quét mắt tất cả mọi người tại chỗ một mắt. Vậy từ tính thanh âm bắt đầu vang lên, ta hiện đang tận lực để cho Hàn tiền bối chậm chút đi ra. Còn như còn dư lại sự việc liền giao cho các ngươi. Các ngươi hẳn biết Hàn Vân tiền bối tức giận là kinh khủng dường nào, thậm chí các ngươi mỗi một người tại chỗ đều sẽ chết. Duy nhất biện pháp, chính là bắt lại thằng nhóc này, nếu như bị tiểu tử chạy trốn, các ngươi ở huyết linh bí cảnh hết thảy đều đưa lúc này kết thúc. Bao gồm sinh mạng. Nói xong, người đàn ông trung niên bóng người chính là biến mất. Hắn nên nói đều nói rồi, còn dư lại hết thảy liền xem những người này. Hết thảy xử phạt và tức giận đều phải có một người chịu đựng. Đó chính là Diệp Thí Thiên. Chờ người đàn ông trung niên rời đi sau đó. Những cái kia nguyên bản chuyện không đóng mấy treo thật cao cường giả nhưng là nhanh chóng hướng Diệp Thần bao vây tới. Diệp Thần trong tay Cửu U Thí Thiên thương nắm chặt, và Diệp Lạc Nhi đến gần, trong cơ thể huyết long ẩn núp. Tùy thời có thể lao ra. Hắn thành tựu tán tu, nhất định phải và những thứ này cao cao tại thượng thiên tài đệ tử đứng ở phía đối lập. Coi như không có Hầu Dũng sự việc, hôm nay cũng không cách nào chết yên lành. Cơ hồ ngay tức thì. Diệp Thần và Diệp Lạc Nhi tất cả đường lui đều bị đám người này chặn lại. Một cái thanh niên tóc dài tròng mắt sắc bén, từ trong đám người đứng dậy, ta là Thanh Tôn Tông Dương Minh, mới vừa rồi vị tiền bối kia lời nói đã rất rõ ràng, nếu như không để cho thằng nhóc này lưu lại, mọi người chúng ta đều phải chết. Bây giờ duy nhất có thể cứu vãn biện pháp liền để cho một nam một nữ này quỳ xuống lối vào, chờ Hàn Vân tiền bối đi ra, để cho hắn định đoạt. Đoạn này thời gian. Chúng ta phương thức xử lý, cũng hoặc là giải quyết chuyện kết quả, đều cùng chúng ta mệnh có liên quan. Thanh Tôn Tông Dương Minh tựa như ngay tức thì trở thành lãnh tụ. Hắn thực lực ở đạo nguyên cảnh tầng 8, ở chư đa thiên tài hạng người, vậy coi là mạnh nhất một nhóm người. Hắn nói tiếng nói, ngay tức thì nghênh đón rất nhiều người phụ họa. Giúp đỡ Dương huynh đệ giải thích. Cái này tán tu không chỉ xông vào nơi đây, lại là ở chỗ này giết người. Tội không thể tha. Hẳn phế trừ tu vi, hủy đi đan điền. Đám người bàn luận sôi nổi, lớn mang nhiều trước một tia gầm thét ý.
hiển nhiên là thật nổi giận. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ mệnh vô cùng kim quý, mà Diệp Thần mệnh chính là con kiến hôi, không đáng giá một đề ra. Diệp Thần nhìn mọi người lửa giận dáng vẻ, lạnh cười lạnh. Hắn cũng không sợ những thứ này cái gọi là thiên tài. Nếu quả thật muốn bạo phát, Dương Minh cũng không nhất định là hắn đối thủ. Mấu chốt sau lưng hắn còn có luân hồi mộ địa. Chỉ bất quá, hắn coi như mạnh hơn nữa, vậy không ngăn được nhiều cao thủ như vậy liên hiệp ra tay à? Hắn ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, trong lòng đã xác định mấy phần. Nếu quả thật muốn bùng nổ chiến đấu, trực tiếp trước hết giết Dương Minh. Một khi quần long không đầu, chính là hắn tốt nhất cơ hội. Dương Minh rất hưởng thụ loại này quang vòng cảm giác, hắn bước ra một bước, và Diệp Thần đối mặt, mở miệng nói, Diệp Thí Thiên, ta biết ngươi rất cuồng. Nhưng là ngươi lại cuồng, thì như thế nào? Đều nói ngươi là Côn Lôn hư rất nhiều tông môn ác mộng, hôm nay ta ngược lại là phải xem giấc mộng này nói mớ có cái gì trình độ. Ta Thanh Tôn Tông có cái quy củ, không giết tù binh, ngươi nếu như mình quỳ xuống, sau đó phế trừ tu vi, ta liền cho một mình ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi nếu như không quỳ, vậy không có sao, chúng ta từ sẽ động thủ, chỉ bất quá đến lúc đó phải chịu thống khổ, ngươi có thể không nhịn được. Bây giờ chọn lựa một con đường đi. Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn như nhau Dương Minh, xoát cửu u thí thiên thương trực tiếp chỉ đi ra ngoài. Nếu như ta không phải tán tu, các ngươi sẽ như thế đối với ta. Nếu ngươi muốn chọn, vậy ta Diệp Thí Thiên liền nói cho ngươi, chiến, chính là ta lựa chọn. Câu trả lời này, để cho mọi người ngẩn ra. Đều đang đồn nói Diệp Thí Thiên cực kỳ cuồng ngông, lại không nghĩ rằng, khùng như vậy. Chẳng lẽ muốn một người khiêu chiến bọn họ chư đa thiên tài? Bọn họ cũng đều là ở thương khung bảng trên có không nhỏ hạng, bất kỳ một người nào kéo ra ngoài, bàn về thiên phú và thực lực, đều không phải là người bình thường có thể chống lại. Nhưng là bây giờ Diệp Thí Thiên lại trực tiếp muốn đánh. Dương Minh từ kinh ngạc trong tỉnh hồn lại, hắn chỉ cảm thấy được chuyện này quá mức buồn cười. Hắn nhàn nhạt nói, Diệp Thí Thiên à Diệp Thí Thiên, nếu ngươi biết ngươi là tán tu thân phận, vậy ta không ngại vậy nói cho ngươi một sự thật. Cái thế giới này, có vài người ra đời, thiên phú, cũng hoặc là bối cảnh liền bao trùm ở các ngươi đám này hèn mọn con kiến hôi trên, chúng ta huyết mạch thậm chí còn thiên phú, nhất định phải ở Côn Lôn hư được nhiều thành tựu xuất sắc. Mà các ngươi những thứ này không có quyền thế tán tu, chỉ có thể thành là chúng ta đá lót đường. Đây cũng là chúng ta vì sao có thể quang minh chánh đại đi vào huyết linh bí cảnh, mà các ngươi tán tu nhưng chỉ có thể hèn mọn từ nhỏ hẹp cửa vào bò vào đi. Đây chính là chênh lệch. Các ngươi nghèo cả đời thành tựu, chúng ta có thể mấy ngày là có thể đạt tới. Sự thật này ngươi tiếp chịu được sao? Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng bực bội đến trình độ cao nhất, lại là cười nhạt đến mức tận cùng. Hắn thật không hiểu nổi, đám người này tự tin tới từ nơi nào. Huyết mạch rất mạnh. Mạnh hơn nữa có hắn luân hồi huyết mạch khủng bố. Cơ duyên rất rộng. Ngạo mạn đi nữa cơ duyên vậy kém hơn luân hồi mộ địa. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, Dương Minh nhưng là nghĩ tới điều gì, vỗ tay một cái, à, đúng rồi, ta nói chuyện có thể còn chưa đủ cụ thể, không ngại ở ngươi trước khi chết, cho ngươi xem vừa ra kịch hay đi. Người đâu, cầm những con kiến hôi kia dẫn tới. Dương Sư Huynh. Mấy cái Thanh Tôn Tông đệ tử chính là hướng chỗ sâu đi. Diệp Lạc Nhi nhíu mày một cái. Hiếu Kỳ nói, Diệp tiên sinh, đám người này cấp cho chúng ta nhìn cái gì? Diệp Thần lắc đầu một cái, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không quá ta cảm giác tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Đại khái 3 phút thời gian, Diệp Thần mơ hồ bây giờ chính là nghe được xích sắt kéo động thanh âm. Kéo động tiếng càng ngày càng gần. Rất nhanh, Diệp Thần tầm mắt bên trong chính là gặp được một bức họa mặt. Thấy bức họa này mặt. Diệp Thần nội tâm chỗ sâu nhất tức giận hoàn toàn bùng nổ. Chỉ gặp một cái to lớn xích sắt trên, quấn vòng quanh mười mấy người thân thể. Xích sắt trói buộc đám người này tay chân, để cho đám người này không cách nào đi. Chỉ có thể thân thể cung, quỳ xuống đất, không ngừng về phía trước bò sát. Những người này trên người có vết thương lớn nhỏ. Áo quần hoàn toàn bị máu tươi bao trùm, nhìn thấy mà giật mình. Đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, vậy mấy cái Thanh Tôn Tông đệ tử đang đạp đám người này trên mình, tựa như chân đạp linh thú.
mà dưới chân bọn họ người, địa vị nhưng là liền xúc sinh cũng kém hơn. Diệp Thần rất rõ ràng, những người này tất nhiên và hắn thân phận nhất trí, đều là tán tu. Những thứ này tán tu ở Côn Lôn hư vậy coi là lần trước phương thiên mới, chẳng qua là sau lưng không có cường đại thế lực chống đỡ, nhưng là dưới mắt nhưng luân lạc đến loại này. Dựa vào cái gì? Những người này giống như là thế kỷ trước nô lệ vậy. Mà những cái kia đứng, ánh mắt hờ hững hạng người, chính là nắm trong tay nô lệ tồn tại. Cái này xích sắt đội ngũ xuất hiện, ngay tức thì nổ toàn trường. Đám người đều là cười ầm lên và khinh thường. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ cũng chưa thấy được làm như vậy có gì không ổn. Đùa bỡn con kiến hôi là lại bình thường bất quá chuyện nhỏ. Thanh Tôn Tông đệ tử một bước dưới háng, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười, Dương Sư Huynh, người ta đều mang đến, dù sao những con kiến hôi này cũng không có dùng, đến lúc đó liền cùng Diệp Thí Thiên cùng nhau bị Hàn Vân tiền bối xử trí đi. Dương Minh trên cao nhìn xuống nhìn đám người này, mấy bước đi tới, sau đó, một cái chân đạp ở một vị trong đó tán tu chân. Hơi dùng sức, ngay tức thì truyền tới xương cốt thanh âm tan vỡ. À, đại nhân, van cầu người thả qua ta. Nhưng là Dương Minh lại không có một tia phản ứng, hắn hưởng thụ loại hành hạ này người khoái cảm, hắn ánh mắt có nhiều thú vị rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thí Thiên, đây chính là ta để cho ngươi xem đồ, bây giờ ngươi rõ ràng ngươi địa vị mình như thế nào sao? Các ngươi những thứ này tán tu, duy nhất giá trị tồn tại, chính là bị chúng ta hung hăng dẫm ở dưới chân, không có quyền thế và bối cảnh, ngươi không có tư cách cuồng. À, đúng rồi, ta đây là quên. Người tựa hồ sau lưng còn có cửu thiên huyền nữ, nhưng là nơi đây nhưng mà huyết linh bí cảnh, người cảm thấy đã từng bảo bọc người cửu thiên huyền nữ còn sẽ xuất hiện sao? Diệp Thần thân thể run rẩy, trên mình che lấp từng cơn huyết quang. Huyết quang đậm đà đến mức tận cùng, quanh thân tản ra ma khí. Trong mắt lại là hiện lên một tia lạnh như băng đỏ. Dương Minh, huyết linh bí cảnh ý nghĩa tồn tại là cùng nhau đối kháng huyết linh tộc. Người bây giờ ở chỗ này đối phó đồng bào, thật rất rác rưới. Dương Minh tựa như nghe được thế gian chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, đồng bào, những phế vật này cũng có tư cách làm đồng bào của chúng ta. Rác rác, một tiếng, Dương Minh dưới chân lực lượng trầm trọng hơn, vậy bị đạp tán tu bộ mặt cơ hồ vặn vẹo. Tán tu kia chân tại chỗ gãy lìa. Làm xong hết thảy các thứ này, Dương Minh lại là hướng người kế tiếp bước đi. Hắn một cước rơi vào vị trí thứ hai tán tu ngực, vốn cho là tán tu kia biết rên gì thống khổ cũng hoặc là cầu cứu. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này, không có gì phát sinh. Cả thế giới lại là yên lặng đến mức tận cùng. Ngươi vì sao không hướng ta cầu cứu? Dương Minh kinh ngạc mấy phần. Hắn có thể cảm giác được dưới người người, thà chịu đựng mọi thứ thống khổ, cũng không nhăn mi một chút. Vậy cúi đầu tán tu từ từ ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn một cái Dương Minh. Hừ, một bãi nước miếng trực tiếp khạc ra. Có bản lãnh liền giết lão tử chu diễm cho dù chết, cũng không biết cau mày một chút. Xa xa Diệp Thần nghe được cái này thanh âm quen thuộc cùng với chu diễm cái này hai chữ, trong mắt ngay tức thì trợn to. Lại thật sự là chu diễm. Chu diễm là cùng hắn cùng nhau tiến vào huyết linh bí cảnh tán tu. Hai người trước lại là thương lượng xong. Tiến vào huyết linh bí cảnh sau đó cùng đi, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng truyền đến chỗ bất đồng. Vốn cho là Chu Diễm hẳn sẽ sống đến một khắc cuối cùng, lại không nghĩ rằng, hai người lần nữa gặp mặt lại là vào lúc này. Chu Diễm lâm vào làm nô lệ. Trong lòng mọi thứ bất khuất. Chu Diễm. Diệp Thần nhẹ giọng nói. Một tiếng này, hiển nhiên là bị Chu Diễm nghe được, hắn chợt ngẩng đầu lên, khi thấy cách đó không xa mang mặt nạ Diệp Thần. Trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ đến mức tận cùng. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao ở nơi này? Nhưng là rất nhanh, hắn ngạc nhiên mừng rỡ biến mất, hắn biết Diệp Thí Thiên cũng là tán tu. Nơi đây tán tu bước vào, không phải chết, chính là lâm vào là xem hắn kết cục giống nhau. Diệp tiên sinh, ngươi nhanh lên rời đi, nhanh lên à! Chu Diễm cơ hồ gầm thét. Cố nhiên hắn biết Diệp Thí Thiên rất mạnh, nhưng là nơi đây nhiều cường giả như vậy. Mạnh hơn nữa người cũng không có tư cách sinh tồn à. Dương Minh nghe được hai người đối thoại, đổ đã tới một chút hứng thú, có ý tứ, các ngươi lại có thể biết, thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy,
các ngươi những thứ này rác rưởi lẫn nhau biết vậy coi là bình thường. Nói xong, Dương Minh một cước chính là đạp ở Chu Diễm trên lưng. Chu Diễm sắc mặt tái nhợt, cường đại kinh khí xuyên thấu toàn thân, ngay tức thì khạc ra một ngụm máu tươi. Cả người yếu ớt đến mức tận cùng. Cố nhiên như vậy, Chu Diễm cũng là cắn răng không có nói một cái cầu xin tha thứ chữ. Dương Minh, có bản lãnh ngươi liền giết ta, ngươi như không giết được ta, chờ ta sống sót, trọng tu mấy trăm năm, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó diệt các ngươi thành tôn tông. Chu Diễm cắn răng nghiến lợi. Dương Minh và sau lưng hắn những đệ tử kia nghe được những lời này, cười, ngươi thật quá coi trọng mình, bất quá ngươi lập tức phải chết. Một giây kế tiếp, Dương Minh năm ngón tay dương ra, một thanh trường kiếm sử dụng. Trường kiếm một chuyển, hiện lên từng cơn huyết quang, linh khí vần quanh, Dương Minh chợt đâm vào Chu Diễm thân thể. Có thể chết ở ta Dương Minh dưới kiếm, đối với ngươi mà nói, chắc coi như là vinh dự. Mắt xem trường kiếm liền muốn xuyên thấu Chu Diễm thân thể, Diệp Thần động. Hắn tự nhiên không thể nào để cho Chu Diễm xảy ra chuyện. Hắn rất Chu Diễm quan hệ không tính là thân mật, nhưng cũng coi là lên bằng hữu. Huống chi, bọn họ là một loại người. Diệp Thần há có thể thấy chết mà không cứu. Dương Minh từ đầu tới cuối cầm sự chú ý đặt ở Diệp Thần trên mình, khi thấy Diệp Thần ra tay, cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi tự tìm cái chết, ta là được toàn ngươi. Kiếm ý một chuyển, trực bức Diệp Thần đi. Diệp Thần đối với một kiếm này, tự nhiên không sợ, cửu u thí thiên thương trực tiếp bắn ra. Đồng thời, bất diệt lửa bao trùm ở cửu u thí thiên thương trên, lại là một lần hành động hướng Dương Minh kiếm ý chiếm đoạt. Một thương một kiếm ngay tức thì trên không trung va chạm, hai cổ cường đại đợt khí chấn động đi. Hai người dưới chân nơi đạp mặt đất lại là vỡ vụn ra. Diệp Thần lui về phía sau một bước, mà Dương Minh nhưng là lui về phía sau dòng dã ba bước. Nhất kích dưới, Dương Minh lại không địch lại. Diệp Thần không do dự nữa, đi tới Chu Diễm trước mặt, một nhát thương đâm ở xích sắt trên, muốn chặt đứt. Nhưng phát hiện căn bản không có thể. Cửu U Thí Thiên Thương cũng không cách nào chặt đứt, có thể gặp cái này xích sắt có bao nhiêu vững chắc. Diệp Thí Thiên, không muốn vùng vẫy, ổ khóa này nhưng mà dùng huyết linh bí cảnh mạnh nhất tâm trái đất nham chế tạo, dù là bên trong tay ngươi nắm nghịch thiên vũ khí, vậy không nhất định có tư cách mở ra. Xem ở ngươi như thế thích ổ khóa này phân thượng, ta đem ngươi vậy vây hãm trong đó. Diệp Thần không để ý tới biết, lại thử mấy lần, đều là giống nhau kết quả. Chu Diễm không hy vọng liên lụy Diệp Thần, nói, Diệp tiên sinh, mạng ta đã sớm chết ở chỗ này, Diệp tiên sinh ngươi đi trước đi, ta sau khi chết, dù là hóa thành ác quỷ, cũng sẽ không để cho cái này Dương Minh dễ chịu. Diệp Thần do dự mấy giây, cảm giác được những thiên tài kia đệ tử đều ở đây ép tới gần. Dưới mắt, hắn phải mau sớm chém chết Dương Minh. Còn như tiếp theo như thế nào đối kháng những thiên tài này đệ tử, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Ngay tại lúc này, Diệp Lạc Nhi nhưng là đi tới Diệp Thần bên người, Diệp tiên sinh, nếu không để cho ta thử một chút. Diệp Thần ngẩn ra, nhìn một cái Diệp Lạc Nhi, mặc dù không biết cái này nha đầu phải làm gì, nhưng vẫn là gật đầu. Diệp Lạc Nhi đi tới Chu Diễm bên người, mặt không cảm giác, rồi sau đó, ở dưới con mắt mọi người, nàng đưa ra trắng nõn thêm mảnh khảnh tay. Chỉ như vậy nắm xích sắt kia. Trong mắt nhắm lại. Diệp Thần mơ hồ bây giờ lại phát hiện Diệp Lạc Nhi trong tay có một đoàn huyết quang. Lực lượng này cực kỳ quỷ dị. Huyết linh tộc lực lượng. Diệp Thần sắc mặt đại biến, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là nghe được, rắc rắc. Một tiếng, xiềng xích lại trực tiếp hòa tan. Vô cùng quỷ dị hòa tan. Dương Minh nụ cười đột nhiên cứng ngắc, trong mắt lại là trợn to. Hắn diễn cảm tựa như gặp quỷ vậy. Cứng rắn như vậy vật. Lại bị một tiểu cô nương tay hòa tan. Trời à! Cái này Diệp Thí Thiên bên người cô gái rốt cuộc lai lịch ra sao? Diệp Lạc Nhi trong mắt mang một nụ cười châm biếm, nhìn về phía Diệp Thần, Diệp tiên sinh, ta lợi hại. Diệp Thần không biết nên nói cái gì, hắn bây giờ trong lòng lớn nhất tò mò chính là Diệp Lạc Nhi thân phận. Cố nhiên là huyết linh tộc, nhưng là Diệp Lạc Nhi tuyệt đối không đơn giản như vậy. Mới vừa rồi hòa tan xích sắt nháy mắt, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể ẩn núp huyết mạch thật giống như bị ảnh hưởng gì.
Cái này ảnh hưởng tất nhiên đến từ Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi thân phận càng phát ra khó biết rõ đầu đuôi. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện cái gì, con người bỗng nhiên co rúm một cái, vội vàng phân phó nói, Diệp Lạc Nhi, đem ngươi tất cả tán tu trói buộc toàn bộ tháo ra. Nơi này còn dư lại giao cho ta. Diệp tiên sinh. Diệp Thần phân phó xong, chính là phát hiện Dương Minh đã xuất hiện ở trước người của hắn. Nhìn Diệp Thần, Dương Minh híp mắt lại, mặc dù không biết hai người các ngươi trên người có dạng bí mật gì, bất quá không trọng yếu, thừa dịp sau cùng thời gian, lưu lại di ngôn của ngươi. Trong mắt hàm chứa sát cơ nồng nặc, Dương Minh trên cao nhìn xuống, khí thế lăng nhiên nhìn Diệp Thần. Vô hình chính giữa, một cổ nồng nặc cảm giác bị áp bách, ngay tức thì đem Diệp Thần hoàn toàn bọc. Chăn chối, ta không có cái thói quen này, chân chính nên chuẩn bị chăn chối chính là. Đối mặt Dương Minh uy hiếp, Diệp Thần lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Dương Minh ý định giết người hoàn toàn phóng thích, hắn đối với Diệp Thần thật ra thì vẫn là có chút sợ hãi, còn không chu toàn vây quá nhiều người nhìn, hắn phải bày ra nào đó không sợ tư thái. Hắn nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người, lạnh lùng nói, Hàn Vân tiền bối phỏng đoán lập tức phải đi ra, miễn được đêm dài mộng hơn, mọi người xuất thủ một lượt đi. Dương Sư Huynh. Chấn động một cái kinh thiên gầm thét, ngay tức thì vô số đạo thân ảnh hướng Diệp Thần bỏ bớt đi. Cuồng bạo kiếm ý cuộn sạch, chung quanh vô số cây lớn trực tiếp chấn vỡ. Những thiên tài này đệ tử cũng đều là Côn Lôn hư ở giữa người xuất sắc. Hoặc là đến từ gia tộc cao cấp, hoặc là đến từ cao cấp tông môn. Vô số tài nguyên đống triệt, hơn nữa thiên phú, mỗi một chiêu đều có thể giết người tại vô hình. Diệp Thần ngay tức thì thành là tất cả mọi người mục tiêu. Thấy một màn này, Dương Minh đột nhiên phá lên cười. Diệp Thí Thiên, yên tâm, ta rất nhanh biết đưa những tán tu kia đi cùng ngươi đoàn tụ. Hèn mọn con kiến hôi, lưu ở trên thế giới này, vĩnh viễn là sỉ nhục lớn nhất. Ngay sau đó, Dương Minh đến gần Diệp Thần đột nhiên hạ thấp giọng, hừ lạnh nói. Phịch! Đang mọi người tò mò Dương Minh nói cái gì thời điểm. Thậm chí ở Chu Diễm và Diệp Lạc Nhi cũng không nhịn được vĩnh tai lắng nghe thời điểm, đột nhiên một hồi nặng nề tiếng va chạm truyền tới. Ngay sau đó, để cho tất cả mọi người không thể tin một màn, xảy ra. Rào rào. Một vòi máu tươi bão tố bắn chân trời. Ở đó tiếng va chạm chính giữa, truyền đến một hồi tiếng kêu rên. Mà cũng chính là ở đó tiếng kêu rên chính giữa, chỉ gặp Dương Minh cả người như một tảng đá lớn, bị đánh bay ra ngoài. Một đạo long ngâm lại là nổ bể ra. Phịch, ước chừng bay ra vài mét, Dương Minh đập rơi trên mặt đất, văng lên đầy đất bụi bặm. Rát, thế giới tựa như thanh tịnh. Thời gian tựa như đỉnh cách. Giờ khắc này, chung quanh hết thảy, yên tĩnh không tiếng động. Liền liền thanh gió lay qua thanh âm, tựa như cũng bị quên. Tất cả mọi người đều cảm giác, bọn họ đặt mình vào trong mộng. T. Ước chừng qua không biết bao lâu thời gian, rốt cuộc, có người phục hồi tinh thần lại. Rồi sau đó một cái lại một cái người phục hồi tinh thần lại. Lần này, từng trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, truyền khắp đúng phiến thiên địa. Trời, Diệp Thí Thiên, hắn điên rồi. Hắn lại, cầm Dương Sư Huynh đả thương, mấu chốt liền một chiêu này. Diệp Thần, lại đem Dương Minh cho đánh bay. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì xảy ra, ta không có bị hoa mắt chứ? Nhìn đổ xuống đất, máu mũi phun thẳng Dương Minh, nhìn mặt không cảm giác Diệp Thần, trên quảng trường đám người, nổ tung nồi. Không nói mọi người ở đây, coi như là đứng ở Diệp Thần cách đó không xa Chu Diễm và Diệp Lạc Nhi, giờ phút này thấy một màn này, cũng không nhịn được khóe miệng hung hăng quất một cái, sắc mặt đổi được hoảng sợ đứng lên. Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Minh cảm giác được thân thể tựa như bị đá lớn nghiền ép vậy, vô cùng khó chịu, hắn chật vật đứng lên, mới vừa rồi trải qua hết thảy thoáng như mộng. Hắn cảm giác được đụng vào thân thể mình không phải Diệp Thí Thiên, mà là một đầu đồ vật khổng lồ. Mấu chốt lực lượng này, hình như là đế tôn cảnh cường giả vậy. Quá mẹ hắn khó chịu. Hắn chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng là rất nhanh, chính là phát hiện Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chỉ như vậy, Diệp Thần quanh thân lại vẫn còn quấn một cái huyết long. Cái này chẳng lẽ chính là rồng trong truyền thuyết? Huyết long cực kỳ dữ tợn,
tựa như một hớp là có thể đem hắn chiếm đoạt. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, huyết long nhưng là gầm thét một tiếng, trực tiếp xông tới đây. Dương Minh sắc mặt đại biến. Hắn cố nhiên thực lực không tệ, nhưng là đối mặt long vẫn là tâm tổn kính sợ à. Long nhưng mà vạn thú chi tổ à. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn hư, mỗi một lần long xuất hiện cơ hồ nghiền ép. Hắn bước ra một giọt máu tươi trôi lơ lửng ở trên ấn đường, cuồng bạo đến mức tận cùng. Quanh thân khí thế bùng nổ. Nháy mắt tức thì, chung quanh hết thảy gió lớn cuộn sạch, trận pháp chấn động, đợt khí lăn lộn. Đứng tại chỗ, mặc dù còn chưa ra chiêu, nhưng là, ở nơi này một cổ khí thế tăng vọt dưới, vào giờ phút này Dương Minh, quanh thân trường bào cuồng vũ, mái tóc dài múa, khí thế khiếp người. Diệp Thí Thiên, ngươi lại dám tổn thương ta, hôm nay ta liền muốn đem ngươi huyết nhục từng cục cắt lấy, đem ngươi xương, từng cây một gõ bể, ngươi có thần long thì như thế nào? Cho đến hơi thở nhảy lên tới một người vô cùng giới hạn, Dương Minh hét lớn. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn chiến liền chiến. Cảm thụ đầy trời khắp nơi cuốn tới vậy một cổ cường đại khí thế, Diệp Thần con ngươi đột nhiên co rúc lại. Rất mạnh, nhưng là, Diệp Thần há có thể khuất phục. Trong cơ thể máu tươi tựa như ở lăn lộn, quanh thân khí thế, bắt đầu tăng vọt, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng bất diệt lửa. Không do dự nữa, Diệp Thần trực tiếp ra tay. Bóng người ngay tức thì biến mất ở giữa trời đất. Diệp Thần cả người như lợi kiếm bắn ra. Ma khí, mở. Huyết long, đem ta vây khốn tên này. Vạn trượng thần lôi, rơi. Nháy mắt tức thì, mây đen cuồn cuộn, vô số sấm sét chỉ như vậy điên cuồng đập xuống. Diệp Thần tựa như nắm trong tay sấm sét lôi đạo chân quân. Cổ tay run một cái, cửu u thí thiên thương vừa ra. Cái này ra tay một cái bây giờ, Diệp Thần chính là trực tiếp thi triển ra phá thiên tam tuyệt thương. Này thương pháp, tuyệt đối là Diệp Thí Thiên cường đại nhất chiêu thức một trong. Nhất là theo thực lực tăng lên, theo đối với trời đất lĩnh ngộ hơn nữa sâu sắc, Diệp Thần có thể điều động phá thiên tam tuyệt thương càng ngày càng đáng sợ. Rào rào, thương quang ngất trời, hóa là sông dài, lao nhanh xuống. Thiên địa linh khí, tụ đến, thiên địa vạn linh, ở nơi này một thương dưới, rối rít màng bái. Kiếm này phảng phất từ thiên tới. Bất diệt lửa. Không đơn thuần như vậy, ở cửu u thí thiên thương rơi xuống, thương ý ngang dọc, gió lớn cuộn sạch ngay tức thì, Diệp Thần lại là một hơi điều động bất diệt lửa. Đối mặt Dương Minh như vậy cường giả, Diệp Thần không có chút nào cất giữ chỗ trống. Hoặc là không ra tay. Ra tay một cái, nhất định phải thi triển ra lôi đình lực. Nếu không, mình còn biết lâm vào hơn nữa bị động tình cảnh chính giữa. Theo bất diệt lửa thúc dục phát. Diệp Thần trong cơ thể, một cổ năng lượng bắn tán loạn ra, khí thế lại bắt đầu một lần nữa leo lên. Giờ khắc này, Diệp Thần liền phảng phất là một ngọn núi lửa. Núi lửa phun ra, thiên địa không ánh sáng, vạn vật thất thủ. Dương Minh cố nhiên khí thế leo lên, nhưng là đang cảm thụ đến Diệp Thần trên mình lực bộc phát lượng nháy mắt, trong lòng lại sinh ra ý rút lui. Thiên địa dị tượng cũng ngưng tụ. Cái này Diệp Thí Thiên không hổ là Côn Lôn hư thần bí nhất tồn tại. Hắn không thể nào tin nổi, nhiều như vậy lực lượng đều đang hội tụ ở trên người một người. Do không được hắn suy tính, hắn chính là phát hiện một đầu huyết long đi thẳng tới trước người của hắn. Lại là bàn lượn quanh ở hắn toàn thân. Hắn sắc mặt kịch biến, hắn theo bản năng muốn tránh thoát, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Đây rốt cuộc là cái gì? Cút à! Nhưng là huyết long đã sớm lột xác. Thời khắc này huyết long, đã không còn là ban đầu huyết long. Hang núi kỳ ngộ, Diệp Thần trưởng thành, để cho huyết long lại là bước vào đến cực kỳ kinh khủng tồn tại. Huyết long tựa như gông xiềng, hoàn toàn vây khốn Dương Minh. Mà Diệp Thần cửu u thí thiên thương đã phá không tới, vạn trượng ánh lửa tràn ngập, Dương Minh ngay tức thì bị biển lửa bọc. Đây là Diệp Thần một kích mạnh nhất. Dương Minh hoàn toàn sợ. Hắn rất rõ ràng, bây giờ hắn bị trói buộc, một khi cái này một thương rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thật vất vả đại biểu Thanh Tôn Tông bước vào huyết linh bí cảnh, hắn là Thanh Tôn Tông hết thảy hy vọng, nếu như chết ở huyết linh bí cảnh, hắn hết thảy đều uổng phí. Mọi người mau ra tay à, ngăn lại Diệp Thí Thiên, mau, ngăn lại tên này.
những thiên tài kia đệ tử cũng không nói nhảm, ngay tức thì chắn Dương Minh trước người. Ánh đao kiếm ảnh vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ, cả thế giới tựa như bị vô tận đợt khí chiếm đoạt. Diệp Thần bước vào hư vương cảnh, mà bây giờ bùng nổ lực lượng ở đạo nguyên cảnh trên, cố nhiên cường hãn, nhưng là đối mặt như thế nhiều cao cấp cường giả. Hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Hắn phá thiên tam tuyệt thương đem một ít cường giả chấn động bay, nhưng là mình cũng là trả giá giá không nhỏ. Hắn vậy đồ dạo phố lên lại là xuất hiện từng đạo vết máu. Diệp Lạc Nhi mặc dù muốn giúp Diệp Thần, nhưng là nàng rất rõ ràng, nàng lực lượng đối với Diệp Thần mà nói, quá nhỏ bé. Nói không chừng con biết kéo chân sau. Nàng chỉ có thể tăng thêm tốc độ hòa tan xích sắt, đây cũng tính là giúp Diệp Thần làm cái gì. Rất nhanh, những tán tu kia cũng khôi phục tự do. Chu Diễm thời gian đầu tiên muốn xông vào đám người đi chiến đấu, mới vừa bước ra một bước, nhưng là phát hiện mình thương thế quá nặng. Ngay tức thì ngã nhào trên đất, gương mặt dữ tợn. Diệp Lạc Nhi lắc đầu một cái, các ngươi thân thể quá yếu ớt, muốn phản kháng căn bản không có thể, vẫn là ở nghỉ ngơi tại chỗ đi. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chính là một nhát thương đâm mặc ba vị thiên tài đệ tử. Nhưng là rất nhanh, chính là phải đối mặt càng nhiều hơn cường địch. Ngắn ngủi 5 phút, Diệp Thần chính là chém giết 8 vị thiên tài. Dương Minh và mọi người sắc mặt có chút không đúng. Một con kiến hôi lại có như thực lực này, đây quả thực là làm nhục bọn họ. Mau, cái này Diệp Thí Thiên chỉ có một người, chúng ta dẫn động trận pháp, dùng trận pháp tới đối kháng tiểu súc sinh này. Dương Minh thanh âm ngay tức thì để cho tất cả mọi người tỉnh hồn lại. Tất cả nhân viên chỉ bắt pháp quyết, ngay tức thì tạo thành một đạo trận pháp. Ngay tại Diệp Thần giết tới bên cạnh trong nháy mắt, Dương Minh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Tay hắn cầm mọi người lực, lấy trận pháp là nói, trực tiếp sử dụng một đạo nghịch thiên sát chiêu. Oanh! Dương Minh đột nhiên một tay vỗ một cái, một quả phù ấn vô căn cứ sinh ra. Vậy một đạo màu trắng phù ấn, ngay tức thì hóa là một đạo khủng bố đến chùm tia sáng, đón Diệp Thần đi. Ánh sáng trắng tách thả ra, cả thế giới đài tựa như ngay tức thì biến thành một phiến biển khơi. Ùm ùm. Một khắc sau tiếng nổ nổ tung, thiên địa rúng động. Đất đai hung hãn run một cái, vô tận nước hướng bốn phía bắn tán loạn ra. Ông! Sẽ ở đó nước bắn tán loạn đồng thời, Diệp Thần thương ý, nhưng là ở sóng lớn trước mặt miễn cưỡng bị ngăn cản, cửu U Thí Thiên thương phát ra nặng nề tiếng ông ông, quanh thân bắt đầu lay động không chừng. Còn như bất diệt lửa, lại là ở đó một phiến uông dương dưới, nửa bước khó vào. Hừ, bất quá như vậy, phá cho ta. Vẫy tay bây giờ, sinh ra phù ấn, ngăn lại Diệp Thần thế công. Nhìn sắc mặt đại biến muốn rút người ra mà quay về Diệp Thần, Dương Minh quát lạnh. Rào rào. Lại là vung tay lên, sóng lớn hoàn toàn bùng nổ. Một cổ năng lượng bàng bạc đón Diệp Thần đi. Đây chính là nhiều cường giả như vậy trận pháp lực à. Diệp Thần một người làm sao đối kháng? Không tốt. Mắt thấy như một màn này, Diệp Thần thần sắc đại biến. Có thể nói, ở mình nhất kích tùy tiện bị ngăn cản ngay tức thì, Diệp Thần chính là ý thức được không ổn. Hắn thân hình bị một cổ khí lãng đẩy lui, khóe miệng xuất hiện một đạo máu tươi. Rất là khó chịu, nhưng là Diệp Thần vẫn khổ khổ chống đỡ. Dương Minh nhìn phía sau mọi người, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thí Thiên, nói thật, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là một mình ngươi. Như thế nào chống cự chúng ta nhiều người như vậy? Ngay tại Dương Minh cười nhạt liên miên thời điểm, một đạo người quần áo trắng bóng lướt nhanh tới. Lại là mang theo băng hàn lực, từ trên trời hạ xuống. Tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, cái khăn che mặt che đậy. Gắt gao bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Dù là cái khăn che mặt vậy không giấu được thiếu nữ đẹp. Thiếu nữ có nhiều thú vị nhìn Dương Minh và mọi người, như thế vừa ra kịch hay. Làm sao có thể ít đi ta kỳ tư thanh đây? Chỉ tiếc, hôm nay nhưng là để cho ta thấy được nhân tính vô sỉ. Các ngươi cũng coi là xuất từ nhà giàu có và cao cấp tông môn, lại đối với một cái tán tu xuất thủ như thế, lấy nhiều ăn hiếp ít, nếu như truyền đi, sợ rằng các ngươi sau lưng tông môn cũng hoặc là sư phụ cũng trên mặt không liên quan đi. Kỳ tư thanh xuất hiện, ngay tức thì để cho tất cả mọi người dừng lại. Chẳng ai nghĩ tới. Lúc này Kỷ Tư Thanh sẽ xuất hiện.
Hơn nữa rất rõ ràng, Kỷ Tư Thanh phải đứng ở Diệp Thí Thiên bên kia. Dương Minh trong lòng tức giận vạn phần, mở miệng nói, Kỷ Tư Thanh, người thành tựu Thiên Lam Tông Thiên Chi Kiều Nữ, hẳn là đứng ở chúng ta bên này, vì sao phải bảo vệ vậy Diệp Thí Thiên? Người có biết Diệp Thí Thiên giết bao nhiêu người, loại này cũng không nên tồn tại. Người như sẽ giúp Diệp Thí Thiên, ta bảo đảm, người cũng đừng nghĩ sống rời đi. Kỷ Tư Thanh mảnh khảnh tay trực tiếp rút ra trong tay nhỏ kiếm, khí tức trên người trực tiếp bùng nổ. Để cho tất cả mọi người khiếp sợ, khí thế kia cơ hồ ở đạo nguyên cảnh đỉnh cấp. Vô cùng có thể bước vào đế tôn cảnh. Một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Liên liên Diệp Thần cũng là không bình tĩnh. Cái này nha đầu lúc nào như vậy kinh khủng. Mấu chốt mình mang che mặt cái, Kỷ Tư Thanh tại sao phải giúp mình? Chẳng lẽ nàng đã sớm biết Diệp Thí Thiên chính là hắn? Diệp Thần trong lòng vô số nghi ngờ, mà Kỷ Tư Thanh nhưng là sát ý phóng thích mở. Dương Minh, ta nói rất rõ ràng, người không thể giết Diệp Thí Thiên, hắn đối với ta rất trọng yếu, hắn không thể chết được. Các ngươi như muốn đánh, ta không ngại ra tay, vừa vặn, ta ở huyết linh bí cảnh lấy được không thiếu cơ duyên, ta đây là muốn xem mình thực lực kết quả như thế nào. Dương Minh con ngươi lộ ra tức giận. Hắn nhìn một cái sau lưng cường giả, mở miệng nói, nếu Kỷ Tư Thanh tự tìm cái chết, cùng nhau xóa đi. Cái này Thiên Chi Kiều Nữ cũng nên làm chấm dứt. Được. Gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây, nháy mắt bùng nổ. Diệp Thần nhìn bên người kiên định Kỷ Tư Thanh, thấp giọng nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Kỷ Tư Thanh thân thể mềm mại ngẩn ra, mắt đẹp ngay tức thì rơi vào mang mặt nạ Diệp Thần trên mình. Diệp Thí Thiên, ba cái nguyên nhân, thứ nhất, trên mình ngươi có thái cổ hư thực đan, ta cần, ta phụ thân cần viên thuốc này. Thứ hai, ta đối với ngươi tốt kỳ, ngươi thiên phú và thực lực, không có bất kỳ thế lực dựa vào, lại có thể làm ra những cái kia thành tựu, có chút ý tứ. Dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là cái nguyên nhân thứ ba, không biết tại sao, ta cảm giác ngươi khí tức trên người rất quen thuộc. Giống như, chúng ta đã từng gặp qua rất nhiều lần, ta rất muốn biết. Người vậy dưới mặt nạ là một bản như thế nào mặt? Diệp Thần nghe được như vậy lời nói, dưới mặt nạ đã sớm mồ hôi lạnh liền liền. Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp vượt đáng sợ. Kỷ Tư Thanh giác quan thứ 6 vậy quá mạnh mẽ đi. Hắn thậm chí cảm thấy cái ánh mắt này chính là đoán ra mình thân phận tồn tại. Ngay tại Diệp Thần khẩn trương lúc đó, Dương Minh chính là mang vô số cường giả trực tiếp vào tới. Mặt đất chấn động. Cho dù là Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh đối mặt như thế nhiều cường giả, vậy quá sức à. Kỷ Tư Thanh trên mình hiện lên vô tận dùng mình, đối với Diệp Thí Thiên nói, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, ngươi yên tâm, nếu quả thật nếu bàn về thực lực, ngươi vậy không nhất định là đối thủ của ta. Nói nhảm quá nhiều. Kỷ Tư Thanh thái độ vẫn là lạnh như băng, nàng ngay tức thì xông vào đám người bên trong. Diệp Thần cũng là mang Cửu U Thí Thiên Thương tiến vào trong đó. Ngay tại một chàng khác xa cuộc chiến muốn bùng nổ lúc đó, trên bầu trời mây sấm phun trào. Hai đạo hơi thở kinh khủng bóng người cướp tới. Sau đó một đạo kinh thiên gầm thét vang lên. Lão phu địa bàn, ai dám động thủ nữa một lần. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, lại là ngừng lại. Vô số đạo ánh mắt hướng cửa phương hướng đi. Chỉ gặp người đàn ông trung niên đã đi ra. Hắn thấp giọng hạ khí ở một vị lão giả bên người. Rất hiển nhiên, cái này ông già chính là Hàn Vân. Vậy trên trận cổ trong đại chiến sống sót Hàn gia tổ tiên, Hàn Vân. Cũng là vô cùng có thể biết luân hồi mộ địa đại năng tồn tại. Hàn Vân và người đàn ông trung niên xuất hiện, ngay tức thì để cho bầu không khí khẩn trương ngưng tụ đến băng điểm. Dương Minh thậm chí còn chưa đa thiên tài trong mắt chỉ có kính sợ. Loại này thượng cổ đại năng vẫy tay bây giờ chính là có thể trấn áp một khối cường giả à. Mấy năm này, liên quan tới Hàn Vân truyền thuyết cực kỳ chi hơn. Có người nói Hàn Vân điên rồi. Cũng có người nói Hàn Vân thật ra thì đã sớm chết, hết thảy các thứ này chỉ bất quá Hàn gia vì duy trì địa vị mà thả ra tin tức. Còn có người nói, Hàn Vân bế quan ngàn năm. Đã sớm siêu thoát đế tôn cảnh trói buộc. Bước lên cao nhất chi đạo. Hết thảy các thứ này, chính là vì nghênh đón một năm rưỡi sau huyết linh tộc hạ xuống nơi này. Mà giờ khắc này,
mọi người thấy Hàn Vân, căn bản không cách nào tra xem tu vi. Tuyệt đối không đơn thuần là đế tôn cảnh. Kỷ Tư Thanh và Diệp Thần cũng là tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Vân, hai người tròng mắt cực kỳ nghiêm túc. Nếu như Hàn Vân xuất thủ, hai người đều chớ nghĩ sống xuống. Kỷ Tư Thanh nhẹ giọng nói, yên lặng theo dõi kỷ biến, nếu như Hàn Vân chân thực muốn đối với chúng ta ra tay, người nhưng có lá bài tẩy chống lại. Diệp Thần gật đầu một cái, có. Được, một khi tình huống có biến, người ta cùng nhau liên hiệp ra tay. Chúng ta phải làm không phải chém chết người khác, mà là còn sống. Đối mặt loại này thượng cổ cường giả, chúng ta không có lựa chọn. Quá trình có thể chật vật, nhưng là sống đến cuối cùng, chính là cơ hội. Mà giờ khắc này Hàn Vân tầm mắt nhưng là rơi vào trên cửa. Máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Hắn khóe miệng hơi co quắp, tuyệt đối không nghĩ tới, ở hắn bế quan trong mấy ngày, lại có người dám như vậy xúc rủi ro. Một cổ vô hình tức giận cuộn sạch, hơi thở cuồng bạo để cho bên người người đàn ông trung niên đều là sắc mặt biến đổi lớn. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, hắn trước khi rời đi rõ ràng để cho đám này thiên tài đệ tử xử lý sạch sẽ, làm sao quay đầu lại, nhiều cường giả như vậy lại vẫn không bắt được một cái tán tu. Đáng chết! Hắn có thể cảm giác được bão táp sắp muốn rơi xuống. Hàn Vân một bước bước ra, già nua thân thể tản ra cường đại lực lượng, tức giận đến, các ngươi những phế vật này có biết hủy diệt ta cánh cửa này ý vị như thế nào? Toàn bộ quỳ xuống cho ta, nhận lấy cái chết. Lời nói rơi xuống, dễ như bỡn vậy sóng âm hướng bốn phương tám hướng tản ra, kinh khủng đợt khí, trực kích tại chỗ mỗi một người thần hồn. Dương Minh, Chu Diễm, thậm chí còn tại chỗ phần lớn người cũng đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Đế tôn cảnh cơn giận, ai có thể chịu đựng? Mấu chốt còn là một vị thượng cổ đại năng ngà. Cái này âm ba lực lượng còn đang không ngừng kéo dài. Dương Minh các người chỉ cảm thấy một tòa núi to lúc này đè xuống. Quá khó chịu. Những cái kia ngày xưa từng cái vô cùng cao ngạo thiên tài đệ tử, trực tiếp quỳ xuống. Hàn tiền bối, hạ thủ lưu tình à. Vô số bóng người lúc này quỳ xuống, mới vừa rồi hăm hở bọn họ, đối mặt cường giả, chỉ có yếu thế. Mà giờ khắc này Kỷ Tư Thanh khóe miệng cũng là xuất hiện một tia đỏ bừng máu tươi. Nàng ngưng tụ trận pháp, muốn ngăn cản, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Toàn bộ trên trận, chỉ có ba người không có quỳ xuống. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi. Diệp Thần dĩ nhiên là cảm giác được cái này âm ba đáng sợ, nếu như không thần phục, cái này sóng âm và uy áp đem sẽ giết người tại vô hình. Hắn nhìn một cái bên người Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi, hai người khổ khổ chống đỡ, nhưng là sắc mặt nhưng là tái nhợt đến mức tận cùng. Đáng chết! Hàn Vân gặp còn có ba người không quỳ, hơi kinh ngạc, chợt trong lòng cười nhạt. Hèn mọn tiểu bối, trong lòng kiêu ngạo thật lấy là có thể lấn át hết thảy. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần và Kỷ Tư Thanh các người, không phải là vì trong lòng những cái kia tự ái mà thôi. Các ngươi xác định không quỳ. Hàn Vân thanh âm già nua vang lên. Cố nhiên các ngươi thiên phú và thực lực cũng coi là không tệ, nhưng là nếu thật muốn chống cự, hậu quả biết rất nghiêm trọng, các ngươi thân xác và thần hồn cũng biết tiêu tán ở giữa trời đất. Hơn nữa, ta không thích người khác làm nghịch ta ý nghĩa. Hàn Vân thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ. Đây là hắn từ thượng cổ tồn tại đến bây giờ vốn. Kỷ Tư Thanh lãnh mi đông lại một cái. Nàng cuộc đời này không ưa nhất chính là loại này tiền bối. Ỷ mạnh hiếp yếu. Hàn tiền bối, nghe nói ngươi tham dự qua vậy trên trận cổ đại chiến, ta đối với ngươi một mực rất kính ngưỡng, thậm chí ta nhiều năm như vậy liều mạng tu luyện, một mực cầm ngươi làm thần tượng, nhưng là bây giờ ta nghĩ, ta sai rồi, sai ngoại hạng. Ngươi như vậy hành vi, và những huyết linh tộc kia tàn dư có cái gì khác biệt? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến. Ai cũng không nghĩ ra Kỷ Tư Thanh lại dùng như vậy thái độ đối với Hàn Vân nói chuyện. Hàn Vân cơn giận, cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Quả nhiên, Hàn Vân xem Kỷ Tư Thanh sắc mặt đều thay đổi. Chỉ bằng ngươi loại này tiểu bối, cũng dám cầm ta và những cái kia xúc sinh như nhau. Ta xem ngươi là chán sống. Khoảnh khắc gian, cường đại uy thế từ Hàn Vân trong cơ thể vọt ra. Sóng lớn ngay tức thì phun trào. Hướng Kỷ Tư Thanh cuộn sạch đi. Kỷ Tư Thanh tay cầm nhỏ kiếm,
trên người khí thế nhảy lên tới trình độ cao nhất, muốn ngăn trở, nhưng là cuối cùng nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người nặng nề té ra ngoài, vô cùng chật vật. Phịch, ước chừng bay ngược ra mấy chục mét, Kỷ Thư Thanh cả người đập rơi ở trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ, tựa như nghiền. Một chiêu giao phong, vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, Kỷ Thư Thanh không những không có ngăn cản, ngược lại thì ở Hàn Vân phản kích dưới, bị thương nặng, khí huyết không yên. Cái này giữa hai người chênh lệch đã lộ ra thấy rõ. Bọn họ căn bản không phải một tầng thứ người tu luyện à. Kỷ Tư Thanh, coi là thật vẫn là cùng Hàn Vân kém quá nhiều. Kỷ Tư Thanh chết chắc. Nàng là điên rồi phải không, vì sao phải cố chấp như vậy, lấy thiên phú của nàng, tu luyện mấy chục năm, sẽ làm vô cùng khủng phố. Nhưng là dưới mắt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ à. Thấy một màn này, mọi người ở đây có vui vẻ, có không biết làm sao, thậm chí có chút thương hương tiếc ngọc. Dẫu sao Kỷ Tư Thanh ở Côn Lôn Hư là nổi danh người đẹp. Tại chỗ còn có một bộ phận người đối với Kỷ Tư Thanh có chút hảo cảm. Như vậy thứ nhất, chính là mình tống táng tiền đồ. Nho nhỏ con kiến hôi, bất quá như vậy. Ta Hàn Vân không thích giết người phụ nữ, nhưng là ngươi loại này không biết sống chết người phụ nữ, ta không ngại xóa đi. Ngay tại Kỷ Tư Thanh chật vật chống đỡ thân thể đứng lúc thức dậy, Hàn Vân cánh tay nhẹ nhàng vung lên, hiển nhiên là không định cho Kỷ Tư Thanh thở dốc cơ hội. Hàn ánh mắt, đều là khinh thường và ánh mắt miệt thị. Kỷ Tư Thanh, căn bản không tạo thành uy hiếp mà. Chết trước khi đau khổ, thường thường mới là đối với một người sợ hãi nhất trừng phạt. Kỷ Tư Thanh, còn có chiêu thức gì, cứ việc thi triển. Một chiêu kia mới vừa rồi, không phải tất cả của ngươi bộ. Nhìn dần dần đứng vững thân hình Kỷ Tư Thanh, Hàn Vân hừ lạnh nói. Hắn muốn cho Kỷ Tư Thanh ở tuyệt vọng chính giữa tan vỡ. Ở tan vỡ chính giữa hưởng thụ chết sợ hãi. Hàn Vân phải đem Kỷ Tư Thanh mặt mũi hoàn toàn chà đạp, hắn phải đem Kỷ Tư Thanh tự ái, xé tan thành từng mảnh. Ngươi nếu bây giờ hướng ta nói xin lỗi, ta có thể cân nhắc cho một mình ngươi tốt kiểu chết, chỉ ít cho ngươi một cái toàn thây. Kỷ Tư Thanh lạnh lùng nhìn Hàn Vân. Nàng trong lòng kiêu ngạo vẫn còn đang, nàng cười một tiếng. Ta Kỷ Tư Thanh cả đời tu luyện, tín ngưỡng đạo, tín ngưỡng cường giả, nhưng là ngươi cường giả loại này, ta không phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.